ra tay nhanh như chớp, phối hợp ăn ý không một kẽ hở. Đây chính là thực lực của đội đặc công đỉnh của chóp thuộc Cục Tình báo Hàn Quốc. Mục tiêu công kích lần này của họ chính là tay buôn Mai Thúy thường xuyên qua lại ở khu vực biên giới Trung Quốc Triều Tiên. Từ manh mối thu thập được trên người bọn chúng, ba người nhanh chóng lần đến được xào huyệt của tên buôn Mai Thúy, sau đó giết sạch toàn bộ thành viên có mặt bên trong xào huyệt đó. Sau khi nhìn thấy Mai Thúy chất thành đống, đội trưởng dẫn đầu Chi Húc đã dùng một mồi lửa thiêu rụi toàn bộ số Mai Thúy đó. Mà lý do đội đặc công của Hàn Quốc này làm như vậy là vì một năm trước, danh sách đặc công của Cục Tình báo Hàn Quốc bị lộ ra ngoài, tất cả đặc công đang mai phục ở bên ngoài đều bị giết chết trong cùng một ngày. Do đó nó được Cục Tình báo gọi với cái tên ngày thứ 6 đẫm máu. Còn đội đặc công do Chi Húc dẫn đầu chính vì để điều tra nguyên nhân vụ danh sách bị lộ nên mới điều tra ra được nhóm buôn bán Mai Thúy có căn cứ điểm tại Bắc Triều Tiên này. Những đặc công bị sát hại trước đó cũng bị giết hại vào cùng một ngày ngay sau khi điều tra ra được băng nhóm này. Vì thế Chi Húc mới dẫn theo anh em của mình đi báo thù rửa hận cho những người đồng đội đã chết. Nhưng khi bọn họ tưởng rằng sắp sửa hoàn thành nhiệm vụ, tất cả thành viên lại bị nhóm vũ trang không rõ danh tính tấn công bất ngờ, hai thành viên của đội chết ngay tại chỗ. Còn đội trưởng Chi Húc thì mất tích, nhưng một năm sau trên chiếc thuyền đánh cá, một đám người mơ mộng muốn vượt biên để vào Hàn Quốc kiếm tiền. Đến lúc này họ mới biết thực ra con thuyền này là nơi chuyên thực hiện các hoạt động buôn bán nội tẹo. Khi thuyền viên bế một bé gái đi làm phẫu thuật, một người đàn ông ăn mặc lôi thôi ngồi co ro trong góc cuối cùng không nhịn nổi nữa quyết định ra tay. Người đàn ông trông như ăn xin này múa rìu điêu luyện, ra tay tàn độc dị thường, anh ấy điên cuồng giết hại đám người buôn bán nội tẹo, chẳng bao lâu sau đã giết sạch tất cả đám người trên tàu. Lúc này, cảnh sát biển Hàn Quốc bất ngờ nhận được tin báo, lập tức lên thuyền để tiến hành kiểm tra. Nhưng lại phát hiện xác người nằm rải rác trên khắp con thuyền. Sau khi lần mò vào phía bên trong, họ nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Giơ tay lên, sau đó cảnh sát biển Hàn Quốc lập tức bao vây người đàn ông, yêu cầu anh ấy giơ hai tay lên và nói ra thân phận của mình. Chỉ thấy người đàn ông toàn thân dính đầy máu, hai mắt đỏ lừ tràn ngập sát khí, thở hổn hển trả lời mình tên là Chi Húc. Tin tức vừa được tung ra đã lập tức thu hút sự chú ý của Cục Tình báo Hàn Quốc. Đặc công Chi Húc một năm trước đã bị xác định là mất tích và tử vong lại đột nhiên xuất hiện trở lại quê hương. Tất cả mọi người đều vô cùng sửng sốt, vì thế bèn cho kiểm tra toàn diện Chi Húc. Nhìn từ chức năng cơ thể của anh ấy có thể thấy anh có một sức khỏe phi thường. Nhưng điều kỳ lạ là họ lại phát hiện ra được một thành phần thuốc trong cơ thể anh ấy, mà công năng của loại thuốc này chính là để xóa đi ký ức mang tính chọn lọc, khiến cho Chi Húc hoàn toàn không thể nhớ lại được ký ức đã mất đi một năm trước. Mà điều phiền phức hơn cả là cảm xúc của anh ấy rất dễ mất khống chế. Trong quá trình kiểm tra nói dối, cảm xúc của anh ấy hoàn toàn mất kiểm soát ngay khi anh ấy muốn làm hại chính mình. Có một người đã kịp thời ra tay ngăn cản hành vi của anh ấy, người đó chính là cấp trên của anh, giám đốc Kang. Chính nhờ sự tiến cử của anh ấy, Chi Húc đã thuận lợi gia nhập vào Cục Tình báo Hàn Quốc. Nhưng khi nhìn thấy tình trạng bất ổn của Chi Húc hiện giờ, Phó Cục trưởng Đô là cấp trên của Bộ phận Tình báo nước ngoài lại ra lệnh đợi sau khi anh ấy nghỉ ngơi đủ xong thì sẽ quay trở lại Cục Tình báo làm việc bình thường. Nhưng khi Chi Húc quay trở về, anh lại phát hiện có người đang theo dõi mình. Sau khi trở về nơi thân thuộc, nhìn những vết thương trên khắp cơ thể, anh lại chẳng thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Khi phân tích thông tin về các đồng đội gặp nạn, anh phát hiện đồng đội bị bắn ở cự ly gần, hơn nữa không có dấu tích của việc kháng cự kịp thời. Điều này chứng tỏ rằng có người tập kích bọn họ, chắc chắn người đó phải khiến họ không có sự đề phòng và đã từng trải qua huấn luyện. Nhưng anh lại chẳng làm thế nào để nhớ ra được ký ức lúc bấy giờ. Vì thế anh hạ quyết tâm phải tìm ra chân tướng bằng mọi giá, vì để tìm ra hung thủ thật sự đứng đằng sau. Anh điên cuồng tập luyện tăng cường thể chất, sau khi bản thân hồi phục đến một mức độ nhất định, anh quyết định quay trở lại nơi xảy ra chuyện để điều tra. Trước khi xuất cảnh, anh đã thành công cắt đuôi được người đồng nghiệp vẫn luôn để mắt tới mình. Kết quả lại bị người của hải quan chặn lại. Vì không muốn để lộ hành tung của mình, Chi Húc bèn ra tay với nhân viên hải quan. Chỉ trong nháy mắt đã đánh ngất hai người họ. Thế nhưng cảnh này đã bị người ta quay lại được. Ngay khi anh chuẩn bị xuất cảnh, anh phát hiện Kang Pi-ho đã đợi sẵn ở đó. Anh ấy cật lực khuyên nhủ Chi Húc đừng hành động tùy tiện, hứa sẽ phối hợp với anh ấy để lấy lại ký ức, đồng thời điều tra rõ ràng chân tướng vụ án xảy ra một năm trước. Đừng có cứ mãi đi tìm chân tướng ở bên ngoài. Nói không chừng chân tướng lại nằm ở ngay nơi mà cậu không ngờ tới. Chi Húc tạm thời tin tưởng giám đốc Kang. Anh đắm chìm trong việc suy nghĩ về hàm ý của những lời nói lúc ban sáng. Khi thấy ánh sáng lóe lên ở phía đối diện, dựa vào bản năng nghề nghiệp của mình, anh nhận ra đây chính là mã cốt. Sau khi có được gợi ý, anh bèn đi tới một tòa trung tâm thương mại, phát hiện ra một chiếc USB bên trong tủ đồ của nhân viên. Nhưng khi anh mở ra xem nội dung bên trong, thứ bên trong khiến anh vô cùng sửng sốt. Trong nội bộ của chúng ta có nội gián. Vì để tìm ra tên phản bội đó, tôi đã tự xóa đi ký ức một năm trước của mình. Chi Húc không thể nào ngờ được rằng chính mình là người đã xóa đi ký ức một năm về trước. Rốt cuộc tại sao bản thân phải làm như vậy anh cũng không thể biết được. Nhưng cũng bắt đầu từ thời khắc này, anh phải cảnh giác và đặt mối nghi lên tất cả những người xung quanh. Bởi vì anh phải tìm ra tên nội gián bên trong tổ chức, như vậy mới có thể tìm ra được chân tướng sự việc. Vì thế anh đã nhờ cậy người đồng nghiệp làm trong bộ phận lưu trữ hồ sơ, nhờ anh ấy điều tra giúp mình kế hoạch gấu nâu một năm về trước, đó chính là khởi đầu cho ngày thứ 6 đẫm máu. Lý do giám đốc Kim năm đó chết chính là vì điều tra ra được thế lực đáng sợ đứng đằng sau băng đảng Hoa Giang.
Tất cả đặc công ở nước ngoài của bọn họ đều bị giết sạch toàn bộ sau khi danh sách đặc công bị lộ ra. Còn nhóm do Chí Húc dẫn đầu chính vì theo dõi điều tra vụ việc này, để rồi đến cuối cùng bị kẻ địch ám soát. Mà ký ức của Chí Húc cũng chỉ còn lại được đến thời điểm này. Điều khiến anh không ngờ được là băng Hoa Giang mà anh tìm kiếm bấy lâu lại đang âm thầm lẻn vào Hàn Quốc. Chúng còn đem theo cả loại mai thúy mới được nghiên cứu ra, muốn nhân cơ hội này nuốt chửng thị trường Hàn Quốc. Nhưng bởi vì lòng tham của băng đảng địa phương, chúng phổ biến sản phẩm của băng Hoa Giang với tốc độ nhanh chóng, dẫn đến việc một idol Hàn Quốc sau khi hút mai thúy xong thì nảy sinh ảo giác, cuối cùng bị xe đâm trúng chết ngay tại chỗ. Bởi vì sức ảnh hưởng của người chết, cảnh sát địa phương tiến hành điều tra sâu, cuối cùng tra ra được kẻ cầm đầu băng đảng địa phương đứng đằng sau. Băng Hoa Giang với vai trò là kẻ cung cấp hàng, vì để không bị bại lộ hành tung, chúng đã bắt giữ toàn bộ thủ lĩnh của các băng đảng khác, cho chúng biết thế nào mới gọi là xã hội đen thực sự. Nhưng thủ pháp giết gà dọa khỉ của băng Hoa Giang không chỉ khiến các băng đảng địa phương khác bất mãn, mà còn bị cục tình báo để mắt đến. Chúng vốn là băng đảng đến từ nước ngoài, vì thế cục tình báo cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng băng Hoa Giang không chỉ rất ngạo mạn, chúng lại còn có liên quan cả đến vụ thứ 6 đẫm máu một năm trước. Vì thế cục tình báo đã để mắt đến chỉ huy thứ 2 của băng đảng Hoa Giang tên Jin-suk. Jin-suk có tính cảnh giác cao độ, thấy có dấu hiệu nguy hiểm ở xung quanh, hắn lập tức bỏ chạy, lao lên một chiếc xe đã chuẩn bị sẵn để bỏ trốn. Nhưng dưới sự truy đuổi và vây bắt của cảnh sát, cuối cùng Jin-suk vẫn bị bao vây. Hắn ta khi thấy mình bị cảnh sát bao vây lại chẳng hề có chút hoảng sợ, giống như đã sớm biết sẽ có chuyện này xảy ra. Vì thế sau khi hắn bước ra khỏi xe không hề có bất cứ hành động phản kháng nào. Ngay cả phía cảnh sát cũng cảm thấy hành động truy bắt tên tội phạm hung ác tàn nhẫn này diễn ra thuận lợi đến mức kỳ lạ. Quả nhiên sau khi bắt Jin-suk không lâu, trung tâm báo án của cảnh sát đã nhận được cuộc gọi đe dọa. Đối phương uy hiếp rằng nếu như không thả Jin-suk ra vậy thì mỗi ngày chúng sẽ giết chết một nhân viên cảnh sát để cảnh cáo. Mà người bị hại đầu tiên chính là một viên cảnh sát đang đi tuần tra ở khu vực gần đó. Tình hình căng thẳng leo thang nhanh chóng. Đây không chỉ còn là lời tuyên chiến với cảnh sát nữa, mà nó còn thách thức uy tín của cả hệ thống an ninh quốc gia Hàn Quốc, cho nên cục tình báo vô cùng coi trọng vụ án này. Dựa theo tính chất đặc biệt của vụ án băng Hoa Giang, phó cục trưởng Đô quyết định cử Chi Húc, người đã từng đích thân điều tra và theo dõi băng đảng này, đảm nhiệm trọng trách. Chi Húc cũng nói băng Hoa Giang công khai thách thức như vậy không chỉ tuyên chiến trực diện với hệ thống an ninh quốc gia, hơn cả là có khả năng trong tay Jin-suk đang nắm cơ mật quan trọng nào đó. Vì thế anh ấy muốn dùng cách của mình để thẩm vấn tên Jin-suk đang không chịu hé răng nửa lời kia. Sau khi Chi Húc bước vào, chẳng nói chẳng rằng lập tức tiến đến đánh cho gã một trận, sau đó xé rách quần áo của gã, dựa vào hình xăm trên người để phân tích quá khứ của gã. Chi Húc lợi dụng phương pháp tâm lý để phá vỡ tuyến phòng thủ của Jin-suk. Khi nói đến đoạn quá khứ mà Jin-suk không muốn nhớ về, hắn ta đột nhiên phát điên lên muốn đánh Chi Húc, nhưng kết quả lại trái ngược hoàn toàn. Cơn thịnh nộ của Jin-suk chỉ đổi lấy những cú đấm dã man hơn cả đến từ phía Chi Húc. Jin-suk sau khi bị ăn đánh dường như đã học được cách mở miệng nói chuyện, thậm chí còn cố ý nhắc đến câu chuyện mẹ sói báo thù cho con. Chi Húc vốn dĩ không để tâm đến câu chuyện này lắm, nhưng lời Jin-suk nói sau đó đã khiến anh nổi giận. Chúng mày không phải đối thủ của bọn tao đâu, chúng mày không cùng đẳng cấp với bọn tao. Nghe thấy lời này, Chi Húc vốn dĩ định dạy dỗ cho kẻ ngạo mạn Jin-suk này thêm bài học nữa. Đúng lúc này anh bất ngờ nhận được tin tức. Khi anh đi tới chiếc bàn mà đám đông đang vây quanh, phát hiện bên trong chiếc hộp là một bàn tay, mà bàn tay này chính là do băng Hoa Giang cắt từ trên tay của viên cảnh sát thứ hai bị chúng sát hại. Bên trên bàn tay còn khắc hai chữ ngu ngốc. Nhìn thấy hai chữ ngu ngốc dính đầy máu này, Chi Húc đột nhiên nhớ đến trước ngực người đồng nghiệp bị giết cũng khắc hai chữ giống vậy. Điều này cũng chứng tỏ băng Hoa Giang chắc chắn có liên quan đến vụ danh sách đặc công bị lộ trước đó. Vì thế anh lập tức quay trở lại phòng thẩm vấn. Nhưng sau khi bước vào, anh trở nên yên lặng lạ thường. Ngay sau đó anh bèn dùng một tấm vải trắng bịt chặt mắt mũi miệng của Jin-suk. Nghe cho rõ đây, kể từ giờ phút này dù cho mày muốn nói thì cũng phải ngậm miệng lại cho tao. Chi Húc giận dữ chỉ muốn giết chết Jin-suk ngay bây giờ. May thay các đồng nghiệp đã kịp ngăn anh ấy lại. Không ngờ tên Jin-suk vừa mới thoát chết vẫn ngạo mạn nói với Chi Húc: đến giờ tụi mày vẫn còn chưa hiểu tại sao tao lại ở đây phải không? Nghe cho rõ đây, mày bị bọn tao để mắt tới rồi Chi Húc. Câu nói này khiến Chi Húc vô cùng bất ngờ, rõ ràng hai bên chẳng hề quen biết, tại sao hắn ta lại biết tên của anh. Điều này cũng khiến trưởng phòng Ha cảm thấy kỳ lạ không kém, nhưng nó cũng đã giúp Chi Húc hiểu ra băng Hoa Giang chính là điểm đột phá trong công cuộc tìm ra chân tướng sự việc của mình. Vì thế khi vẫn tạm thời chưa thể lấy được gì từ chỗ Jin-suk, anh bèn tới tìm người tài xế vô tội kia. Tài xế mặc dù bị ép lái xe, nhưng ít nhiều anh ta sẽ có manh mối về những người khác của băng Hoa Giang. Vì thế Chi Húc bèn đưa số điện thoại của mình cho tài xế, bảo anh ta nếu có thông tin gì có thể liên lạc với mình bất cứ lúc nào. Ngay khi Chi Húc chuẩn bị trở về để sắp xếp lại manh mối, anh phát hiện trong cục cảnh sát bỗng có thêm một đống người tới tự thú. Có điều anh cũng không phát giác ra có điểm gì bất thường trong việc này, mãi đến khi đang trên đường trở về, anh nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn. Lúc này anh mới chợt hiểu ra mọi chuyện. Còn bên phía cục cảnh sát lúc này, một đám người đã đang lặng lẽ hành động ở ngay gần đó. Đầu tiên bọn chúng phá hủy hệ thống thông tấn của cục cảnh sát, sau đó lái xe xông thẳng vào bên trong. Người bước xuống từ xe đều đem theo vũ khí hùng hùng hổ hổ xông vào bên trong cục cảnh sát. Còn người ở bên trong thấy đã đến giờ bèn lập tức lao vào đánh nhau với các nhân viên bên trong cục cảnh sát.
cụm từ cả gan làm loạn thậm chí còn không đủ để hình dung mức độ ngang tàn của đám người này. Dưới sự phối hợp của cả trong lẫn ngoài, phía cảnh sát chưa kịp phản ứng nhanh chóng bị hạ gục hàng loạt. Tiếp sau đó, gã đàn ông dẫn đầu bắt lấy một viên cảnh sát, dùng tính mạng của anh ấy để đe dọa: "Tao không nói lần hai đâu, nếu như không muốn nhìn thấy đầu nó rơi xuống thì hãy mau mở cửa ra ngay." Nhưng viên cảnh sát bởi vì quá sợ chết nên có vẻ đã quên mất đám xã hội đen hung ác sẽ không tuân thủ lời hứa. Mà đám người thần bí này chính là người của bang Hoa Giang đến để cứu chỉ huy thứ hai của băng đảng Jin Suk đang bị nhốt ở đây. Nhưng điều khiến tất cả mọi người không ngờ được là bên trong phòng giam còn có một nhân vật quan trọng hơn cả chỉ huy thứ hai Jin Suk. Anh ta chính là người đàn ông đã ngụy trang thành người tài xế vô tội. Thân phận thực của anh ta chính là lão đại thực sự của băng Hoa Giang tên Hoang Mo-sun. Việc đầu tiên Hoang Mo-sun làm khi ra ngoài đó chính là xử lý tên Jin Suk lắm mồm trước mặt đám đàn em. Chỉ bởi vì kẻ không biết giữ mồm giữ miệng như hắn đã kể cho kẻ thù của bọn chúng một câu chuyện không nên kể. Cùng lúc ấy, sau khi nhận được điện thoại của người cộng sự Chi, Chi Húc mới hiểu đám người này quả thực đã sớm nhắm vào mình. Hơn nữa, sau khi nghĩ kỹ lại câu chuyện trả thù mà Jin Suk kể, anh mới nhận ra trong lúc thẩm vấn tài xế ban nãy đã nhìn thấy một hình xăm quen thuộc. Mà hình xăm trông có vẻ quen thuộc đó giống hệt với hình xăm trên cánh tay tên trùm Mai Thúy Hoang Rồng, kẻ bị anh giết chết trong lần chấp hành nhiệm vụ một năm trước. Lúc này Chi Húc mới hiểu ra tài xế mới chính là tên trùm đang ẩn mình thật sự. Hắn ta vẫn luôn lặng lẽ theo dõi anh chính là để trả thù cho con trai của mình. Vì thế khi Chi Húc đánh lái quay trở về cục cảnh sát, anh liền bắt gặp Hoang Mo-sun đang ngồi trên xe rời đi. Anh lập tức bẻ lái đuổi theo hướng chiếc xe, nhưng kết quả lại chẳng được như ý nguyện. Vì thế anh lập tức quay trở lại cục cảnh sát để kiểm tra camera giám sát, xem rốt cuộc những chuyện gì đã xảy ra. Nhưng điều khiến anh sửng sốt là anh lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong camera giám sát. Anh ta chính là người một năm về trước đã cung cấp tin tình báo cho đội của anh Lee Chae-jun. Chi Húc chìm đắm trong hồi ức, cuối cùng thì anh cũng nhớ ra trước khi đội mình xảy ra chuyện, chính Chae-jun đã từng tới tìm mình. Nhưng đoạn ký ức sau đó anh chẳng thể nào nhớ ra được nữa. Vì thế muốn làm rõ rốt cuộc một năm trước đã xảy ra chuyện gì thì buộc phải tìm thấy người cung cấp thông tin là Chae-jun. Vì thế anh bèn che giấu sự tình, xin phó cục trưởng Đô cho mình nghỉ phép. Không lâu trước đó, phó cục trưởng Đô, người vẫn còn đang phát điên lên vì chuyện mà băng Hoa Giang gây ra, dường như đã đoán ra được ý đồ của Chi Húc. Cô ấy không chỉ không ngăn cản Chi Húc, ngược lại còn bảo anh hãy nghỉ ngơi cho tốt. Thực ra là muốn để cho Chi Húc tự đi điều tra xem rốt cuộc băng Hoa Giang này đang làm cái gì. Nếu như có chuyện gì xảy ra trong thời gian nghỉ phép thì tổng bộ cũng sẽ không phải chịu trách nhiệm. Nếu thành công thì một vốn bốn lời. Còn nếu thất bại thì cũng không tổn thất gì. Còn Chi Húc lúc này đang nghĩ đủ mọi cách để gặp được Chae-jun. Anh nhớ trước đó đã từng giúp dì của Chae-jun trốn khỏi Triều Tiên, sau đó chuyển tới Seoul sinh sống. Vì thế khi Chae-jun xuất hiện tại đây chắc chắn sẽ liên lạc với người dì đã nuôi anh ta khôn lớn. Vì thế anh bèn nhờ cậy người cộng sự Chae-yi bảo cô ấy hãy giúp mình lấy được manh mối về Chae-jun từ chỗ người gì đó. Kể từ sau vụ việc lần trước, Chi Húc bắt đầu cảm thấy cô gái Chae-yi này là người có thể tin tưởng được. Quả nhiên Chae-yi không khiến anh phải thất vọng, cô thuận lợi lấy được manh mối về Chae-jun từ phía người gì của anh ta. Hai người lập tức bắt tay vào hành động, họ canh chừng ở nơi ẩn náu của Chae-jun từ sớm, cũng nhờ thế mà được gặp lại người bạn cũ. Chi Húc ngay lập tức xử lý hắn. Chae-yi phối hợp cùng Chi Húc thành công tóm được người cung cấp thông tin Chae-jun. Chae-jun vốn dĩ là người cung cấp thông tin của trưởng phòng Kim. Kể từ sau khi trưởng phòng Kim bị giết, Chi Húc bèn tới tìm anh ta và biến anh ta thành người của mình. Nhưng Chi Húc hoàn toàn chẳng thể nhớ ra được ký ức một năm về trước. Vì thế Chae-jun nói với anh rằng khi ấy mình là người đã tới tìm anh. Chi Húc dù nhớ lại được nhưng vẻ mặt vẫn rất hoang mang. Vì thế Chae-jun bèn kể lại chuyện đã xảy ra một năm về trước cho anh biết, một năm trước vào lần gặp mặt cuối cùng. Chae-jun đến để thông báo với Chi Húc trong tổ chức của bọn họ chắc chắn có nội gián. Trước đó anh ta cảm thấy cái chết của trưởng phòng Kim chắc chắn là do nội bộ của bọn họ có vấn đề. Hơn nữa bang Hoa Giang bỗng dưng nhận được tin tức, nắm được chỗ ẩn náu hiện tại của mấy người Chi Húc. Vì thế Chae-jun càng thêm tin chắc rằng trong đội của Chi Húc có kẻ tiết lộ tin tình báo. Sau khi chuyển đi thông tin cuối cùng này, Chae-jun bảo Chi Húc tuyệt đối không được tiết lộ cho bất cứ ai. Sau đó hai người liền mất liên lạc. Sau khi nghe xong, Chi Húc sửng sốt đến mức đờ người ra. Anh bỗng dưng hiểu tại sao mình lại cố tình xóa đi ký ức trong vòng một năm. Bởi vì tất cả những gì xảy ra hiện tại đều đã vượt ra khỏi sự hiểu biết trước đây của anh đối với những người xung quanh. Trên đường đưa Chae-jun trở về, Chae-jun còn nói với Chi Húc, tên Hoang Mo-sun của bang Hoang Giang đang dùng tốc độ nhanh nhất để tẩu tán Mai Thúy ra khắp Hàn Quốc. Điều càng đáng sợ hơn cả là sau lưng hắn còn có một lô hàng lớn, số đó đủ để phá hủy cả một quốc gia. Mặc dù nói vậy nhưng điều khiến Chi Húc cảm thấy kỳ lạ đó là trước đây rõ ràng anh đã đưa cho Chae-jun một dãy số khẩn cấp của cục tình báo. Nhưng sau khi anh xảy ra chuyện, tại sao Chae-jun lại không liên lạc với tổ chức để được sơ tán? Chae-jun nghe xong ấp úng nói vài câu nhưng không trả lời trực tiếp câu hỏi. Sau đó nhân lúc Chi Húc không phòng bị nhảy xuống xe bỏ chạy. Nhưng anh ta lại để lại cho Chi Húc một phong bì rất lớn. Bên trong chính là mã vận đơn vận chuyển Mai Thúy đến khắp mọi nơi của băng Hoa Giang. Chi Húc có được manh mối lập tức bảo Chae-yi đi điều tra dãy số bên trên phong bì. Sau đó anh đem sấp mã vận đơn này giao cho cấp trên của mình, giám đốc Kang, coi như là để cải thiện thành tích của bộ phận. Nhưng mục đích quan trọng hơn cả đó là mong giám đốc Kang có thể cho anh thêm chút thời gian.
Anh nhất định sẽ bắt được Hoàng Mosun. Sau đó Chi Húc đi gặp một người phụ nữ thần bí. Cô ấy chính là một tình báo người Trung Quốc đang nằm vùng tại Hàn. Cô và Chi Húc là bạn cũ của nhau. Chi Húc tới tìm cô ấy là vì để tìm hiểu tin tức liên quan đến Hoàng Mosun, kẻ bị phía cảnh sát Trung Quốc truy bắt. Hóa ra thế lực của Hoàng Mosun ở biên giới Trung Quốc và Triều Tiên đã bị cảnh sát Trung Quốc xử lý sạch sẽ. Vì thế hắn ta dẫn người chạy tới Hàn Quốc là để thiết lập chỗ đứng vững chắc và mở rộng căn cứ. Nhưng kẻ đáng sợ nhất không phải là Hoàng Mosun, mà là một kẻ chỉ huy đứng đằng sau hắn ta. Đó mới là kẻ thao túng thực sự. Kẻ thao túng thực sự tên hắn là Bờ Dên, tên khác là Bách Mô Sa. Bách Mô Sa mới chính là kẻ nắm quyền kiểm soát tình hình thực sự đằng sau. Sau khi Chi Húc nắm được tình hình, trong khi anh đang mải mê suy nghĩ, Chê Y gọi điện thoại tới thông báo cô phát hiện ra dãy số kia là số hiệu của một container. Vì thế hai người lập tức đi đến bến cảng ngay trong đêm. Chi Húc sắp xếp cho Chê Y đứng một bên canh gác, còn mình thì đi tìm chiếc container kia. Bên này Chê Y phát hiện ra điểm bất thường, cô lập tức thông báo cho Chi Húc mau chóng rời đi. Nhưng Chi Húc lại không chịu nghe theo, ngược lại tiếp tục tiến sâu vào để tìm kiếm chiếc container. Bởi vì anh muốn xem bên trong chiếc container đó có thật sự chứa số lượng mai thúy đủ để phá hủy cả một đất nước hay không. Kết quả đến khi bước vào bên trong kiểm tra, anh lại chỉ thấy một ông già gầy gò bị xiềng xích kìm kẹp. Trên người ông ấy toàn là những hình xăm kỳ dị. Trong lúc anh đang không hiểu có chuyện gì xảy ra, một giọng nói vang lên khi Chi Húc tiến đến gần cửa container, chuẩn bị rút súng ra để sẵn sàng chiến đấu. Anh lại nghe thấy giọng nói quen thuộc đó. Chi Húc bước ra xem, phát hiện Băng Hoa Giang đã bắt Chê Jun làm con tin. Thấy nhân tố tạo đột phá trong công cuộc tìm chân tướng bị người ta kề dao vào cổ, Chi Húc cũng chỉ đành thỏa hiệp. Thế nhưng anh chẳng hề hay biết điều này đã đúng với ý nguyện của Hoàng Mosun. Vì để trả thù cho con trai, hắn ta đã chờ đợi rất lâu. Nhưng hắn ta không muốn để cho kẻ thù chết dễ dàng như vậy. Ngược lại, hắn muốn chính tay mình hành hạ kẻ thù tới chết. Nhìn cái gì mà nhìn? Thấy tên thuộc hạ lại dám đi trước một bước động tay động chân với con mồi của mình, trong lòng Hoàng Mosun vô cùng phẫn nộ. Hắn ta ung dung cầm giá nến lên đập vào đầu tên đàn em. Hắn muốn cho tất cả mọi người hiểu Chi Húc là con mồi của mình. Chỉ có hắn mới có thể hành hạ con mồi này, không cho phép bất cứ ai tranh giành với hắn. Vì thế sau khi đánh tên đàn em ngu dốt của mình xong, hắn bèn dùng đến phương pháp vật lý trị liệu sốc điện ưa thích để giúp Chi Húc thư giãn gân cốt. Hắn nhét đầu một đầu dây điện vào trong miệng Chi Húc, dùng băng dính điện để dán miệng anh lại, sau đó bật công tắc lên, dòng điện với cường độ cao khiến toàn thân Chi Húc co giật, sau đó lập tức ngất lịm đi. Nhưng Hoàng Mosun làm vậy không chỉ vì để ngược đãi Chi Húc, mà còn để lấy ra chiếc máy theo dõi trên người Chi Húc nhằm cười nhạo thủ đoạn thấp hèn đó của anh. Điều này cũng có nghĩa là không có ai có thể cứu được mày nữa đâu. Chi Húc nghe xong không những không hoảng sợ, ngược lại còn nở nụ cười giống như đã nắm chắc phần thắng. Nụ cười này của anh khiến Hoàng Mosun vốn đang rất đắc ý bỗng nhiên cảm thấy bối rối. Sau đó Chi Húc cười nhạo ngược lại Hoàng Mosun, chẳng phải cũng chỉ có mỗi cái trò cất giấu trong container thôi sao? Rõ ràng là chẳng có bản lĩnh gì cả, lại còn khoe khoang số lượng đủ để phá hủy cả Hàn Quốc. Không ngờ Hoàng Mosun không hề tức giận, ngược lại còn cười vui vẻ. Hắn bảo thuộc hạ mở cánh cửa bên cạnh ra, cho Chi Húc xem xưởng sản xuất mai thúy mà hắn cất giấu trong phòng khách sạn của mình. Hóa ra ông già ở bên trong container chính là một cao thủ điều chế mai thúy. Ông ta chính là vũ khí bí mật của Hoàng Mosun. Những hình xăm ký tự trên người ông già chính là kỹ thuật điều chế mai thúy mới nhất hiện nay. Không những có thể rút ngắn đáng kể thời gian sản xuất mà còn không bốc mùi và không có khí thải. Toàn bộ quá trình làm gọn gàng đến mức thần không biết quỷ không hay. Hơn nữa hắn cũng đã sớm biết Chê Jun chính là người báo tin cho Chi Húc. Vì thế trước đây hắn cố tình để cho Chê Jun lộ mặt ra, sau đó lợi dụng Chê Jun để giao cho Chi Húc mã vận đơn. Đó đều là địa chỉ của những đại lý bán mai thúy tại Hàn Quốc. Mục đích chúng làm vậy chính là để lợi dụng cục tình báo nhằm xử lý sạch sẽ toàn bộ những kẻ cùng ngành tại Hàn Quốc. Sau đó trong tình cảnh không có đối thủ và nguồn hàng, chúng sẽ có thể nhanh chóng nuốt gọn thị trường mai thúy Hàn Quốc. Nhìn dáng vẻ đắc ý của Hoàng Mosun, Chi Húc vẫn chẳng hề căng thẳng chút nào. Bởi vì ngay trước khi bị bắt, anh đã thương lượng xong xuôi với cộng sự Chê Y của mình. Anh ấy đặt thiết bị định vị giả lên trên người mình, sau đó nuốt thiết bị định vị thật được nhét trong viên con nhộng vào bụng. Chỉ cần nuốt xuống thì kẻ địch sẽ không thể kiểm tra ra được. Vì thế anh tiếp tục khiêu khích hắn, vạch trần việc hắn không phải ông trùm thực sự, kẻ đứng đằng sau thao túng chính là Bách Mô Sa. Hoàng Mosun tức đến phát điên đấm Chi Húc một phát, nhưng Chi Húc vẫn không chịu dừng lại. Anh nói người đã diệt sạch đội của mình một năm trước phải chăng cũng chính là Bách Mô Sa. Hoàng Mosun nghe xong bật cười. Hắn nhặt con dao trên đất lên kể lại cặn kẽ với Chi Húc là chính tay hắn đã dùng dao cắt cổ từng người một trong đội Chi Húc. Cơn phẫn nộ và hoảng loạn khiến Chi Húc không kìm nén được nữa, nôn ọe ngay tại chỗ. Hoàng Mosun nhìn thấy cảnh này bèn hạ lệnh cho người ném anh vào nhà tắm, đợi xử lý sạch sẽ xong sẽ tiếp tục tra tấn. Nhưng đúng vào lúc này chuông điện thoại của Hoàng Mosun lại vang lên. Khi nhìn thấy cái tên Bách Mô Sa xuất hiện trên màn hình, hắn ta lo lắng đến mức tay run lẩy bẩy. Thưa đại ca. Còn Chi Húc người ở trong nhà tắm lúc này đã nôn thiết bị định vị ra ngoài. Chê Y nhanh chóng nhận được tín hiệu,
lập tức thông báo cho phía đội đặc nhiệm của cục. Còn bên này thấy nắm được một số tin tức quan trọng, anh cũng chẳng thèm giả vờ nữa. Sau khi hạ gục hai người trong nhà tắm, Chi Húc bèn nghênh ngang bước ra ngoài. Tên đàn em xã hội đen định dùng vũ khí lạnh để đối phó với đặc công siêu đẳng, giống hệt như việc lấy trứng chọi đá, mà loại nghề nghiệp đặc công này có thể nói là được đào tạo để trở thành cỗ máy giết người. Vì thế Chi Húc sẽ cho chúng thấy được mở mang tầm mắt. Sau khi Chi Húc xử lý xong tên xã hội đen cuối cùng, anh bèn lao ra ngoài tìm Hoang Mo Sun, nhưng lại chỉ nhìn thấy Chae Jun đang ngồi gục ở góc tường. Còn Hoang Mo Sun lúc này đang hoảng hốt lo sợ đứng trong thang máy chuẩn bị rời đi, dáng vẻ sợ hãi của hắn giống hệt như một đứa trẻ mắc lỗi và vừa bị bố mẹ giáo huấn một trận. Chi Húc lúc này vẫn đang ở trên tầng, anh bước đến bên Chae Jun đang chỉ còn chút hơi tàn. Trước khi Chae Jun chết đi, anh ta đã kịp giải thích thắc mắc của Chi Húc. Anh ta nói với Chi Húc thực ra trước kia mình đã từng gọi vào số điện thoại khẩn cấp kia, nhưng người do đầu bên kia cử tới lại muốn giết anh ta. Vì thế anh ta mới quay trở lại bang Hoa Giang để tiếp tục nằm vùng, nhưng anh ta cũng không ngờ được rằng mình lại bị Hoang Mo Sun lợi dụng. Đột nhiên có người đánh lén từ sau lưng Chi Húc. May thay Chae Yi kịp thời xuất hiện nổ súng cứu mạng anh một phen, nhưng khi nhìn thấy Chae Jun chết đi, Chi Húc phẫn nộ cướp lấy khẩu súng trong tay Chae Yi, xoay người lại nổ súng liên tiếp vào người đối phương, ép hỏi tung tích của Hoang Mo Sun. Thế nhưng đối phương lại chỉ nhìn về phía ông già chế tạo Mai Thúy ở bên cạnh mà chẳng nói gì. Sau khi mọi chuyện qua đi, Chi Húc quay trở về cục tình báo để báo cáo, nhưng anh không đề cập bất cứ điều gì liên quan đến chuyện xảy ra trong khách sạn. Càng kỳ lạ hơn là nhìn thấy Chi Húc cả người đầy vết thương, phó cục trưởng Đô cũng chẳng hề truy hỏi nguyên nhân. Ngược lại còn bảo anh quay về tiếp tục làm việc bình thường. Sau khi Chi Húc rời đi, phó cục trưởng Đô lập tức mở máy tính lên, bên trong ghi lại toàn bộ cảnh tượng Chi Húc đánh nhau trong khách sạn. Thế nhưng sau khi xem tư liệu xong lại không chút do dự xóa sạch toàn bộ. Trải qua sự kiện lần này, Chi Húc càng thêm tin tưởng cộng sự của mình Chae Yi. Anh muốn biết tại sao người từng làm công việc văn thư như cô lại muốn chạy đến tuyến đầu làm việc. Không ngờ rằng câu trả lời mà anh nhận được lại như này: tôi muốn có được sức mạnh, như vậy mới có thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ. Chi Húc dường như rất thích câu trả lời này, nhưng điều anh không biết đó là Chae Yi đã sớm nhắm vào mình, coi anh như là điểm đột phá trong quá trình theo đuổi tìm kiếm sự thật. Nhưng mục tiêu chủ yếu hiện tại của Chi Húc đó chính là làm rõ việc năm đó rốt cuộc ai trong cục tình báo đã nhận cuộc điện thoại cầu cứu của Chae Jun. Vì thế anh lại tới nhờ cậy người đồng nghiệp làm trong phòng văn thư lưu trữ, lén lút lẻn vào trong phòng máy để điều tra ghi chép. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, toàn bộ kho dữ liệu của cục tình báo lại bị tấn công, ghi chép về cuộc gọi một năm trước mà Chi Húc cần cũng bị hacker đánh cắp. Đường đường là cơ quan an ninh tình báo quốc gia lại bị hacker tấn công từ bên ngoài cướp đi tài liệu mật, vừa nghe đã biết gần như là điều không tưởng. Nhưng điều khiến hai vị phó cục trưởng lo sợ là trong số tài liệu hacker đánh cắp lần này, có một bí mật của hai bộ phận không thể cho ai biết được. Chỉ cần bất cứ bên nào nắm được bí mật của bên còn lại, vậy thì bên còn lại sẽ bị kiểm soát hoàn toàn. Vì thế hai vị phó cục trưởng như nước với lửa lập tức ra lệnh cho thuộc hạ tiến hành điều tra. Sau quá trình điều tra, họ phát hiện đối phương sử dụng máy tính của nhân viên trong cục nên mới có thể đột ngột tấn công vào trong. Rất nhanh sau đó họ đã tìm ra được người sử dụng chiếc máy tính đó. Đó chính là máy tính của trưởng phòng Choi, người làm trong cục kỹ thuật đã tự vấn cách đây một năm về trước. Mà kẻ đầu sỏ đứng đằng sau vụ này lại chính là cậu con trai thiên tài hacker của anh ấy, tên Choi Sang-kun. Sang-kun vì để điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của bố mình, dự định tiết lộ cho phóng viên những tài liệu mà mình đánh cắp được. Ai ngờ tất cả những hành động này hoàn toàn không thể thoát khỏi được tầm mắt của cục tình báo. Sang-kun nhận ra có điều bất thường lập tức rút lui, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thoát khỏi được vòng vây của đặc công. Đúng vào lúc này, Chi Húc đột nhiên xuất hiện. Lý do Chi Húc có thể tìm được Sang-kun hoàn toàn là nhờ vào sự giúp đỡ của Chae Yi. Bởi vì trước đây cô ấy từng là đồ đệ của trưởng phòng Choi, sau khi trưởng phòng Choi chết một cách ly kỳ, Chae Yi vẫn luôn giữ liên lạc với Sang-kun. Sau khi biết chuyện này là do Sang-kun làm, hai người bèn liên thủ với nhau tìm ra cậu. Nhưng khi Chi Húc đang đưa Sang-kun rời đi, Sang-kun lại bất ngờ hỏi ngược lại: anh, chú là Han Chi Húc phải không? Sao cháu biết tên tôi? Cháu quen tôi sao? Chú không nhớ gì sao? Về những lời mà chú đã hứa ngày hôm đó, chính chú đã từng nói một năm trước ở biên giới Bắc Triều Tiên. Sau khi nghe xong, Chi Húc vô cùng bối rối. Ký ức liên tục ùa về trong tâm trí anh, khiến cho đầu anh đau như búa bổ. Sang-kun bèn nhân cơ hội đó bỏ chạy. Lúc này một người phụ nữ tới tìm Chi Húc, cô giận dữ trách mắng anh phá hỏng hết mọi chuyện còn chưa đủ sao, bây giờ còn muốn làm hại thêm bao nhiêu người nữa mới chịu dừng. Sau khi nghe những lời trách cứ của người phụ nữ, Chi Húc lại chẳng hề tức giận chút nào, bởi vì cô ấy chính là vợ chưa cưới của người đồng đội cũ tên So-jeon. Một năm trước sau khi anh đưa theo đồng đội của mình đi làm nhiệm vụ, kết quả đến cuối cùng lại chỉ có mình anh là người sống sót. Cũng chính vì sự cố xảy ra một năm về trước, sau đó So-jeon mới cố tình xin chuyển công tác đến cục tình báo, mong rằng có thể thoát khỏi nỗi đau trong quá khứ. Cô cũng từng đến tìm gặp riêng Chi Húc, mong anh có thể gánh vác trách nhiệm đi tìm ra chân tướng vụ việc. Thế nhưng So-jeon lại được phó cục trưởng Lee lựa chọn và thăng chức lên làm trưởng phòng, đồng thời phụ trách vụ án hacker của cục nội địa lần này. Lý do phó cục trưởng Lee giao nhiệm vụ này cho So-jeon là bởi cô là con cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Vì thế Chi Húc, người hiểu rõ quan hệ lợi hại ở đây, thực chất cũng rất thông cảm cho So-jeon. Sau đó Chi Húc bị giám đốc Kang gọi ra. Giám đốc Kang nói cho anh biết tính chất nghiêm trọng của vụ việc lần này, nó có liên quan trực tiếp đến vai trò lãnh đạo giữa hai bộ phận. Nhưng anh ấy không muốn cho Chi Húc tham dự vào, ngược lại muốn anh giữ vị thế trung lập.
bởi vì anh cảm thấy cấp trên của mình Phó Cục trưởng Đô đã che giấu mình rất nhiều chuyện. Trong vụ án một năm trước có rất nhiều tư liệu đã bị Phó Cục trưởng Đô khóa lại. Ngay cả một giám đốc như anh cũng không có quyền xem được nó. Vì thế giám đốc Cang bảo Chi Húc phải cẩn thận với tất cả mọi người, đồng thời còn nói cho anh một chuyện mà anh đã băn khoăn bấy lâu nay. Bên này Che Y nhận được tin nhắn của Sang Kun, cậu chỉ đích danh Chi Húc và yêu cầu được gặp mặt anh. Nhưng vì thất bại của hành động lần trước, bộ phận hải ngoại không được phép tham gia vào vụ việc này nữa. Nhưng Chi Húc và Che Y là mấu chốt dẫn dụ Sang Kun, vì thế họ buộc phải phối hợp với bộ phận quốc nội để tiến hành vây bắt Sang Kun. Thế nhưng Sang Kun với biệt danh thiên tài nào đâu có ngốc như vậy, vì để gặp Chi Húc cậu cố ý thao túng toàn bộ màn hình và camera giám sát ở ga tàu. Thế là Chi Húc thông minh lập tức lần theo manh mối tìm được Sang Kun. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, Sang Kun lúc này mới biết Chi Húc đã mất đi ký ức một năm về trước. Chi Húc cũng từ chỗ Sang Kun biết được một năm về trước người mà anh liên lạc vốn dĩ là trưởng phòng Choi. Cầu xin anh ấy điều tra giúp mình xem ai là người đã nhận cuộc điện thoại khẩn cấp của Che Jun khi đó, nhưng kết quả là chẳng thu hoạch được gì. Sang Kun dường như cũng đang che giấu điều gì đó. Ngay khi hai người đang rơi vào thế giằng co, So Jeon thông qua việc kiểm soát camera giám sát trong tàu điện ngầm nói với Sang Kun rằng Chi Húc chính là người đã khiến bố cậu bị gãy chân. Vì thế mong cậu hãy khoanh tay chịu trói, tin tưởng vào những người khác của cục tình báo. Sau khi do dự trong giây lát, Sang Kun bèn chạy thẳng ra khỏi toa tàu, dường như muốn cố ý để bị bắt. Quả nhiên không lâu sau đó khi cục tình báo tiến hành thẩm vấn Sang Kun, trong lúc bộ phận kỹ thuật giải mã máy tính của cậu lại bị một nhóm mã độc tấn công, hóa ra tất cả đều là kế hoạch của Sang Kun. Cậu cố ý để bị bắt, sau đó dùng mã độc được cài sẵn trong máy tính để tấn công ngược vào hệ thống tình báo của cục tình báo. Nếu như không phá giải được mã độc này trong vòng 30 phút, vậy thì nó sẽ tự động xóa sạch toàn bộ dữ liệu của cục tình báo. Sau đó Sang Kun nhân cơ hội này yêu cầu được nói chuyện trực tiếp với Chi Húc, bởi vì trong một thời gian ngắn không ai có thể phá giải được mã độc của Sang Kun. Vì thế họ chỉ dành để cho Chi Húc vào nói chuyện với cậu. Từ chỗ Chi Húc, Sang Kun biết được về quá khứ của bố mình. Chi Húc và trưởng phòng Choi từng cùng nhau thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài, nhưng lại vì bị đồng đội là trưởng phòng Ha đã nuốt tiền kinh phí, dẫn đến việc không đủ tiền để chi trả cho người cung cấp thông tin. Lúc này một cậu bé người dân địa phương xung phong nhận nhiệm vụ, đồng ý giúp đỡ nhóm bọn họ. Mà lý do cậu bé đó làm vậy chính là vì bọn họ có cùng chung kẻ địch, nhưng kết quả lại vô cùng thảm khốc. Cậu bé bị kẻ địch phát hiện và sát hại dã man. Trưởng phòng Choi thân là một người bố, nhìn thấy cậu bé chết thảm trong lòng vô cùng đau xót. Nhiệm vụ vốn dĩ đến đây là kết thúc, thế nhưng trưởng phòng Choi lại không chịu dừng, một mình đi vào trong hang cọp. Đến khi hai người Chi Húc tới nơi, họ phát hiện thi thể nằm la liệt trên đất. Cùng với đó là trưởng phòng Choi bị thương ở chân, mà lý do anh ấy làm vậy chính là vì cậu bé có một đôi mắt hồn nhiên giống hệt với Sang Kun. Nghe tới đây Sang Kun rưng rưng nước mắt. Chi Húc nhờ trưởng phòng Choi, người đã được chuyển sang bộ phận kỹ thuật điều tra giúp mình, xem ai là người đã nhận cuộc điện thoại của Che Jun. Nhưng kết quả chẳng bao lâu sau trưởng phòng Choi lại bất ngờ qua đời. Vì thế Chi Húc cũng không tin anh ấy tự vấn, đồng thời anh cũng nói với Sang Kun về việc trong tổ chức của họ có nội gián, mà việc Chi Húc muốn tìm ra kẻ phản bội đó là để trả cho những người đồng đội đã chết, trả lại cho trưởng phòng Choi một chân tướng rõ ràng. Vì thế họ có cùng chung một kẻ địch. Sự chân thành của Chi Húc đã làm lay động Sang Kun, vì thế cậu đã nói mật mã phá giải cho anh ấy biết. Sau khi xong việc, So Jeon chủ động tới tìm Chi Húc, tỏ ý muốn nói lời xin lỗi, bởi vì trong lúc Chi Húc và Sang Kun nói chuyện với nhau, cô đã vứt lại một chiếc bút nghe lén, nhờ đó nghe được nội dung cuộc nói chuyện. Vì thế cô cảm thấy trước đó bản thân đã hiểu nhầm Chi Húc, xem ra người giết hại chồng chưa cưới của cô là một kẻ khác. Nhưng chính vào lúc này Sang Kun dựa vào sự giúp đỡ của Che Y, trốn vào trong nhà vệ sinh gọi điện thoại cho Chi Húc. Lúc này Chi Húc biết được người nhận cuộc điện thoại cầu cứu của Che Jun chính là So Jeon. Kết quả điều tra chính là như vậy. Nhìn kẻ tình nghi đứng ở ngay trước mặt, đầu óc Chi Húc càng thêm hỗn loạn. So Jeon tưởng rằng anh lại phát bệnh, ai ngờ Chi Húc lại quay ra bóp cổ cô. Chi Húc, người bị đè nén suốt bấy lâu, dường như đã tìm thấy hung thủ thật sự. Anh liên tục ép hỏi So Jeon, cô còn nhớ Lee Che Jun chứ, anh đang nói cái gì thế? Nhưng So Jeon lại hoàn toàn chẳng hiểu chuyện gì, tưởng rằng bệnh tình của Chi Húc lại nặng thêm dẫn đến việc mất kiểm soát. Vì thế cô bèn lớn tiếng gọi tên anh, nhưng càng như vậy hậu quả lại càng nghiêm trọng hơn. Sau đó Chi Húc tỉnh lại từ trong cơn mơ, anh vội vàng cầm khẩu súng của mình lên, mở hộp đạn ra để kiểm tra, phát hiện bên trong không thiếu viên nào. Lúc này anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, xem ra anh vẫn chưa hoàn toàn mất khống chế. Nhưng bác sĩ lại nói với Chi Húc, ban nãy anh đã bạo hành So Jeon. Điều đó chứng tỏ bệnh tình đã trở nên nghiêm trọng hơn, không còn thích hợp làm nhiệm vụ tuyến đầu tại cục tình báo. Có điều Chi Húc lại chẳng hề để tâm đến lời khuyên ngăn của bác sĩ, vẫn cứ tiếp tục làm theo ý mình. Sau đó anh bị giám đốc Cang gọi đến phòng làm việc. Giám đốc Cang ra lệnh cho anh lập tức nghỉ phép, thế nhưng cách cư xử nhẹ nhàng của cấp trên với cấp dưới này không những chẳng hề khiến Chi Húc thấy cảm kích. Ngược lại anh còn chất vấn giám đốc Cang ngày thường vẫn luôn bình tĩnh, tại sao lại có phản ứng quá khích như vậy đối với sự việc lần này. Giám đốc Cang không trả lời trực tiếp vào vấn đề, cuối cùng hai người kết thúc cuộc nói chuyện trong không khí chẳng mấy vui vẻ. Ngay khi rời đi, Chi Húc lại trùng hợp bắt gặp So Jeon đang đến tìm gặp mình. Cổ So Jeon đỏ ửng vì những vết xiết. Thế nhưng cô không hề trách cứ anh, ngược lại hỏi anh ban nãy bất ngờ bạo hành cô, có phải là vì nghe được một số chuyện liên quan đến cô hay không, hay là một số ký ức của một năm trước đã được hồi phục.
Chi Húc không trực tiếp trả lời câu hỏi của Sojeon. Trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ đến việc bắt tay vào điều tra từ cô. Anh lẻn vào trong nhà Sojeon, tìm thấy một số loại thuốc khống chế cảm xúc, còn có một nửa bức ảnh chụp vào kỳ nghỉ bị Sojeon xé rách. Nhưng điều kỳ lạ là ngày tháng ở mặt sau lại là thời điểm trước khi Sojeon gia nhập vào cục tình báo. Vì thế Chi Húc rất tò mò một nửa còn lại của bức ảnh sẽ có gương mặt của ai. Có phải trước khi cô gia nhập vào cục tình báo thì đã quen đồng đội của anh rồi hay không? Sau đó anh đem theo nghi vấn này đi tới tìm trưởng phòng Ha, người nắm trong tay rất nhiều tin tức. Chi Húc buông bỏ cảnh giác với anh ấy, bởi vì từ chỗ giám đốc Kang anh biết được trước đó trưởng phòng Ha nuốt tiền kinh phí là để cứu lấy đứa con gái bị bệnh của anh ấy. Nhưng đến cuối cùng bé gái vẫn không thể qua khỏi. Sau đó từ chỗ trưởng phòng Ha anh biết được, trước khi vào cục tình báo Sojeon đã có bạn trai. Thông tin đó đã được lan truyền trong khắp bộ phận nội địa, rất có thể người bạn trai đó là người trong bộ phận nội địa. Vì thế Sojeon mới có cơ hội vào được đây, thậm chí còn thuận lợi thăng tiến lên chức trưởng phòng. Khi Chi Húc đang mải mê suy nghĩ về chuyện này, lời cầu cứu của Che Y đã khiến anh thay đổi lối tư duy. Che Y phụ trách việc chỉnh lý hồ sơ vụ án, trong khi chỉnh lý chứng cứ của một gián điệp đã phát hiện ra điểm bất thường. Thời gian xuất nhập cảnh do nhân chứng và kẻ tình nghi cung cấp không đồng nhất, cô tới hỏi đồng nghiệp về chuyện này. Nhưng đồng nghiệp lại lờ đi, nói rằng cứ làm theo vậy là được. Bởi vì trong lòng họ đều hiểu rõ người làm chứng đã ký tên trong tình cảnh bị dẫn dụ, Che Y muốn tìm hiểu tường tận chuyện này. Kết quả lại phát hiện nhân chứng đã chết trong nhà, hơn nữa nhìn từ vết tích trên người cô ấy có thể thấy là bị người khác giết hại. Thế nhưng chuyện này lại khiến Che Y gặp rắc rối, cô bị cấp trên trách mắng lo chuyện bao đồng. Không ngờ Sojeon lại ra mặt giải vây giúp, sau khi xong chuyện Sojeon cũng gọi Che Y tới và bảo cô đừng nên điều tra nữa. Nhưng nếu như cứ nhất quyết muốn điều tra vậy thì ngay khi có kết quả nhất định phải lập tức báo với mình, vì thế Che Y nhanh chóng tiến hành điều tra. Phát hiện hồ sơ xuất nhập cảnh của kẻ tình nghi kia là giả, mà người làm giả nó lại chính là một đặc công cấp cao của bộ phận nội địa, cấp bậc thậm chí còn cao hơn cả Chi Húc. Hơn nữa, trong vụ danh sách đặc công bị bại lộ một năm trước, sau khi ngày thứ 6 đẫm máu qua đi, chỉ có mình người đặc công tên Trang Chun U này sống sót, vì thế Che Y mới đến tìm Chi Húc để hỏi chuyện. Thế nhưng Chi Húc lại hoàn toàn không có ấn tượng gì về người này, thế nhưng vị đặc công cấp cao Trang Chun U này lại đang quan sát nhất cử nhất động của Chi Húc. Đã lâu không gặp rồi người anh em, bên này Chi Húc liên tục nhận được rất nhiều cuộc gọi đến từ một số máy lạ. Đối phương đang liên tục thử liên hệ với anh, thế nhưng Chi Húc không muốn để ý đến chuyện này. Bởi vì hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ anh, vậy nên anh chỉ muốn bái tế họ cẩn thận. Nhưng điều khiến anh không ngờ được là phía sau di ảnh của bố mẹ mình lại có một chiếc USB thần bí, Chi Húc đem về mở ra xem. Bên trong có một bức ảnh, có điều bức ảnh không đủ rõ nét. Vì thế anh bèn nhờ Che Y giúp đỡ tăng độ nét cho bức ảnh. Cuối cùng Chi Húc phát hiện người xuất hiện trong bức ảnh chính là đặc công may mắn sống sót Trang Chun U. Sự việc bỗng trở nên càng lúc càng phức tạp, bỗng dưng có người đem manh mối chĩa hướng về phía hai người họ. Chi Húc dần nhận ra Trang Chun U này chắc chắn có liên quan đến Sojeon, thế nhưng giám đốc Kang lúc này lại đang đem theo tài liệu của Chi Húc tới tìm phó cục trưởng Đô, nói rằng kể từ khi bố mẹ anh gặp nạn, anh đã xuất hiện chứng mất trí nhớ phân ly. Vì thế giám đốc Kang kiến nghị phó cục trưởng Đô hãy tạm thời cách chức Chi Húc, không để cho anh tham gia vào điều tra bất cứ vụ án nào nữa. Thế nhưng đề nghị này lại vấp phải sự phản đối của phó cục trưởng Đô, cô còn cảnh cáo giám đốc Kang hãy kiềm chế dã tâm của mình lại. Giám đốc Kang nghe xong giận dữ đáp lời, phó cục trưởng Đô cô cho rằng khi Chi Húc lấy lại được ký ức, cậu ấy vẫn sẽ đứng về phía chúng ta sao? Chúng ta ư? Ý của anh là chúng ta có bao gồm cả tôi phải không? Cuộc chiến tranh giành cấu xé bên trong nội bộ là một cuộc chiến không có thuốc súng, nhưng Che Y vẫn đứng về phía Chi Húc như trước đó. Bởi vì cô cũng muốn tìm kiếm một chân tướng, vì thế cô rất nhanh đã điều tra ra được hồ sơ xuất nhập cảnh trong vụ án gián điệp kia là giả. Hơn nữa, người có thể ngụy tạo được những thứ này rất có khả năng chính là Trang Chun U kia. Cô lập tức nói chuyện này cho Chi Húc, thế nhưng lại bất ngờ bị Sojeon ngăn lại. Dưới sự truy hỏi gắt gao của Sojeon, cuối cùng Che Y chỉ đành nói ra sự tình. Sojeon ra lệnh cho cô không được tiếp tục điều tra nữa, nếu không sẽ rước họa vào thân. Nhưng Che Y lại hỏi ngược lại Sojeon, cô làm vậy có phải là vì Trang Chun U không? Không ngờ là sau khi nghe thấy cái tên này, Sojeon lại tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Cô nghiêm khắc cảnh cáo Che Y không được nhúng tay vào điều tra chuyện liên quan đến Trang Chun U, thế nhưng Che Y là người nghe tai này lọt tai kia. Trên đường trở về lại vô tình bắt gặp giám đốc Kang và Sojeon đang xảy ra tranh chấp, vì thế cô bèn gọi điện nói những chuyện này cho Chi Húc biết. Hơn nữa, thông qua điều tra phát hiện quả đúng như những gì Chi Húc suy đoán, mấy năm trước Sojeon và Trang Chun U đã từng cùng nhau làm nhiệm vụ. Hơn nữa, trong báo cáo có vẻ cũng đang cật lực giúp Trang Chun U che giấu điều gì đó. Vì thế Chi Húc bèn hẹn Che Y gặp mặt tại chỗ cũ để thảo luận kỹ càng, nhưng trong lúc Chi Húc đang chờ đợi lại nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của Che Y. Chi Húc lập tức chạy xuống dưới bãi đỗ xe, kết quả lại phát hiện một chiếc xe lao vút qua. Còn Che Y thì không thấy bóng dáng đâu, nhìn thấy đồ đạc rơi trên đất. Chi Húc lập tức lái xe đuổi theo sau, trong quá trình truy đuổi anh nhận được điện thoại của Che Y. Thế nhưng bên trong lại truyền đến giọng nói của một người đàn ông lạ, Chi Húc lập tức đoán ra được thân phận của đối phương. Trang Chun U đúng không? Tôi đã từng bảo anh đừng lo chuyện bao đồng nữa rồi mà. Chi Húc chẳng hề sợ hãi trước hành động khiêu khích của Trang Chun U, ra sức tăng tốc đuổi theo chiếc xe phía trước. Cuối cùng thành công đâm chặn chiếc xe đó, nhưng khi anh chạy đến mở cửa xe ra lại phát hiện người trên xe không phải Trang Chun U.
cũng không thấy bóng dáng Chê Y trên đó. Chính vào lúc này điện thoại của anh lại đổ chuông, Trang Chun U cười nhạo sự lỗ mãng của anh, bảo anh hãy xoay người lại nhìn về phía sau. Lúc này Chi Húc mới phát hiện hóa ra Chê Y vẫn luôn bị giấu trong cốp chiếc xe anh lái ban nãy. Đối phương lại cảnh cáo Chi Húc lần nữa, bảo anh không được điều tra mình, nếu không người bên cạnh anh đều sẽ gặp nguy hiểm. Đến khi Chi Húc xoay người tìm kiếm xung quanh, nhìn thấy Trang Chun U vứt điện thoại của Chê Y xuống đất sau đó nghênh ngang rời đi, vì để điều tra rõ ràng chân tướng sự việc, Chi Húc bèn hẹn So Jeon ra gặp mặt nói chuyện riêng. Trên đường đi, So Jeon liên tục giúp Chi Húc hồi tưởng lại quá khứ, nhưng khi đi tới ngã tư, cô đột nhiên gọi anh lại, nói với anh rằng trước khi cô hẹn hò với đồng đội của anh, cô đã nợ một người trong cục tình báo ân tình rất lớn, còn đối phương lúc ấy đã đưa ra một thỉnh cầu mà cô không thể chối từ, cho nên hiện giờ cô đang rất hối hận. Khi Chi Húc tò mò hỏi người đó có phải là Trang Chun U không, So Jeon còn chưa kịp mở miệng thì cơ thể bỗng rung lên, sau đó cô nhìn xuống dưới phát hiện mình đã bị bắn trúng vào lá lách. So Jeon nhanh chóng ngã khuỵu xuống. Thấy vậy, Chi Húc lập tức cầu xin những người xung quanh gọi xe cứu thương giúp. Cùng lúc ấy, anh nhìn thấy một gã đàn ông đội mũ lặng lẽ rời khỏi đám đông. Còn So Jeon sau khi cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình nói cho Chi Húc biết một bí mật thì cũng rơi vào hôn mê. Chi Húc nghe xong vô cùng sửng sốt. So Jeon được đưa đi cấp cứu, Chi Húc cũng bị phía cảnh sát đưa đi tra hỏi. Phía cảnh sát cho Chi Húc xem camera giám sát tại hiện trường. Cảnh tượng bên trong đoạn video khiến anh rất kinh ngạc. Camera giám sát ghi lại cảnh Chi Húc cầm súng bắn về phía So Jeon. Điều này khiến anh rất hoảng loạn. Chẳng lẽ anh đã không còn phân biệt được đâu là thực đâu là mơ nữa sao? Sau đó cục trưởng đích thân đến hỏi thăm chuyện này. Phó cục trưởng Đô cật lực bảo vệ Chi Húc, nói rằng có lẽ anh bị ai đó hãm hại. Nhưng thái độ của giám đốc Kang lại trái ngược hoàn toàn. Anh ấy cho rằng do tinh thần của Chi Húc thất thường nên mới ngộ sát đồng nghiệp. Hơn nữa chứng cứ cũng rất đầy đủ. Giám đốc Kang đích thân đi đến cục cảnh sát áp giải Chi Húc. Trong lúc nói chuyện với Chi Húc, anh nói So Jeon luôn miệng bảo cô nợ mình, vì thế bản thân anh luôn thấy rất áy náy. Nhưng Chi Húc lại hỏi ngược lại rằng giám đốc Kang người luôn ủng hộ anh sao lại tin việc anh nổ súng bắn So Jeon. Giám đốc Kang nghe xong không nói năng gì. Trên đường áp giải trở về, Chi Húc nhớ rõ trước khi So Jeon hôn mê đã nói với anh một câu không được tin giám đốc Kang. Vì để kiểm chứng những gì giám đốc Kang nói, trên đường trở về anh bất ngờ phản kháng, khống chế toàn bộ người đi áp giải. Cuối cùng trong tình huống mất kiểm soát, chiếc xe đã đâm trực diện về phía xe của giám đốc Kang. Khi thấy giám đốc Kang chuẩn bị ra tay, Chi Húc bèn nổ súng cảnh cáo, chất vấn giám đốc Kang rằng mình không hề nổ súng bắn So Jeon. Thế nhưng anh ấy vẫn im lặng chẳng nói gì. Chi Húc thấy vậy liền buông ra những lời cay đắng, nếu như lần sau gặp lại vẫn không thể tin tưởng anh thì hãy dùng khẩu súng trên tay anh bắn chết mình đi. Còn giám đốc Kang nhìn thấy Chi Húc từ từ rời đi, bèn nhặt khẩu súng từ dưới đất lên. Chẳng bao lâu sau, cả cục tình báo đều nhận được tin Han Chi Húc đã nổ súng bắn giám đốc Kang và bỏ trốn. Toàn bộ cục tình báo dốc toàn lực truy bắt Chi Húc. Phó cục trưởng Đô lại nghĩ rằng đây là quỷ kế của giám đốc Kang, vì thế yêu cầu trưởng phòng Ha tiếp tục điều tra manh mối giúp cho Chi Húc rửa sạch oan khuất. Còn Chi Húc sau khi thoát được chỉ đành tới tìm Chê Y, người mà anh tương đối tin tưởng hiện tại. Nhưng khi cô ấy đưa Chi Húc về nhà, Chi Húc lại ấn người cô vào tường. Anh nghiêm khắc tra hỏi Chê Y tại sao tư liệu về anh và các đồng đội đã chết của anh lại xuất hiện trong nhà cô. Chê Y cũng không tiếp tục che giấu nữa, trực tiếp nói ra mục đích của mình, bởi vì bố cô chính là đặc công của cục tình báo. Nhưng sau khi thực hiện nhiệm vụ ở ngoài lại vô duyên vô cớ biến mất hơn chục năm nay, vì để truy tìm chân tướng việc bố mình mất tích, cô mới bám lấy Chi Húc, người có quá khứ tương tự với người bố đã mất tích của mình. Chi Húc nghe xong cũng buông bỏ cảnh giác, còn Chê Y thì tiếp tục hỏi Chi Húc chắc anh không thể nào ra tay với So Jeon đâu đúng không? Câu nói này khiến Chi Húc cảm thấy được an ủi phần nào, suy cho cùng hiện giờ cuối cùng cũng có một người chịu tin tưởng anh rồi. Nhưng trong đầu Chi Húc hiện giờ cũng rất hỗn loạn, bởi vì tất cả mọi thứ xảy ra bên trong camera giám sát hoàn toàn khác biệt so với hiện thực anh đã trải qua. Điều anh vẫn còn nhớ được đó là ở hiện trường còn có một người đàn ông khả nghi, vì thế hai người bèn chia nhau ra hành động. Một người lặng lẽ quay trở lại hiện trường vụ án, người còn lại thì đi điều tra camera giám sát khu vực gần đó. Chê Y đi men theo tuyến đường né camera giám sát, cuối cùng cũng phát hiện ra được bóng dáng của kẻ khả nghi. Thông qua việc điều tra tại cục tình báo, Chê Y biết được đối phương cũng là một đặc công đã đào tẩu khỏi Triều Tiên, hiện giờ đang ẩn náu trong một quán ăn, vì thế Chi Húc lập tức tìm đến quán ăn đó. Sau một hồi giao đấu, Chi Húc đã thuận lợi khống chế được đối phương, nhưng ngay khi anh đang định tra hỏi hắn ta, hắn liền cắn nát viên thuốc độc trong miệng để tự vấn. May thay, Chi Húc đã tìm được ảnh của một phóng viên trong điện thoại của hắn. Người phóng viên đó rất có khả năng chính là mục tiêu tiếp theo. Chê Y vừa nhìn đã lập tức nhận ra đối phương, đó chính là người bị vu oan là gián điệp. Vì thế Chi Húc càng thêm chắc chắn trong nội bộ chắc chắn có người tiết lộ tin tình báo, hơn nữa còn có hợp tác rất chặt chẽ với kẻ ở bên ngoài. Nhưng phóng viên Ki Sun kia vẫn đang bị giam trong cục tình báo, vì thế họ chỉ đành xuống tay từ phía đồng nghiệp của cô ấy. Có điều người đồng nghiệp lại chẳng hề hay biết gì về nội dung Ki Sun định đưa tin. Thế nhưng trùng hợp là cô ấy và So Jeon lại từng là đồng nghiệp, hóa ra So Jeon cũng từng là một phóng viên. Càng trùng hợp hơn là mấy ngày trước So Jeon đã hẹn gặp cô ấy để nói chuyện riêng. Lúc này Chê Y mới nhớ ra So Jeon từng nói với mình, tôi sẽ không ngồi yên chờ chết nữa, cô chỉ cần đợi xem kết quả là được. Chê Y quay trở về cục định tiếp tục tìm kiếm tư liệu, bỗng dưng cô phát hiện ra trên bàn máy tính có thêm một tờ giấy nhớ. Dãy số ghi trên đó chính là hạng mục nội bộ đang tạm dừng nghiên cứu.
Sau khi đọc kỹ, Chae hiểu được đây là một loại kỹ thuật AI có thể đổi mặt của người xuất hiện trong video, từ đó tiến hành làm giả tình hình thực tế tại hiện trường. Cô nghi ngờ Chi-hook đã bị loại kỹ thuật này hãm hại, vì thế cô bèn lập tức báo hai tin tức này cho anh biết. Chi-hook lần theo manh mối Chae cung cấp tìm được người phát minh ra kỹ thuật này. Đối phương nói với Chi-hook mặc dù dự án này đã bị cục tình báo đình chỉ, nhưng có một người đàn ông họ Kim lại tới tìm anh. Nhờ có sự hỗ trợ tài chính của người đàn ông đó, kỹ thuật này đã đạt đến mức thật giả bất phân. Nếu muốn giám định thật giả thì chỉ có một cách, đó chính là tìm thấy video gốc để tiến hành đối chiếu số liệu. Còn bên phía trưởng phòng Ha thông qua phân tích đầu đạn, đối chiếu vị trí Chi-hook đứng bắn Sojourn, phát hiện căn bản không thể tạo ra được kiểu quỹ đạo này. Vì thế có thể phán đoán Chi-hook vô tội, nhưng phó cục trưởng Đô lại bảo không cần phải vội, cứ tạm thời giấu chứng cứ này đi trước, bởi vì cô cũng đang quan sát nhất cử nhất động của Chi-hook. Vì thế cô cần anh phải tự phát hiện ra chân tướng. Còn Chae lúc này lại đột nhiên bị giám đốc Kang gọi tới gặp. Sau đó Chae tìm đến Chi-hook từ chỗ giám đốc Kang, nên cô biết được Sojourn là do anh ấy đề cử vào cục. Dường như tất cả manh mối đều đang được cố ý đưa tới trước mặt họ. Lúc này Chi-hook nhớ đến việc Sojourn từng nhắc đến nợ ân tình của ai đó, cùng với chuyện giám đốc Kang nói Sojourn nợ mình một ân tình. Hóa ra giám đốc Kang đã sớm ra hiệu cho Chi-hook, chỉ là khi đó anh không hề chú ý tới. Vì thế Chi-hook tin rằng giám đốc Kang vẫn đang đứng về phía mình, cho nên anh quyết định cược một phen, chủ động liên lạc với giám đốc Kang, yêu cầu được gặp mặt riêng với phóng viên Ki-sun đang bị giam trong cục. Sau khi xong việc mình sẽ ra tự thú, giám đốc Kang đồng ý lời thỉnh cầu này, nhưng vẫn bố trí lính bắn tỉa ở xung quanh. Sau đó Chi-hook theo giao hẹn đi tới địa điểm chỉ định, nhưng bất kể từ camera giám sát hay cách nào khác thì phía giám đốc Kang đều không thể xác định được vị trí của anh, cho đến khi người trong hình cởi mũ ra. Cảnh tượng này khiến giám đốc Kang vô cùng sửng sốt, bởi vì thông tin hiển thị tên của kẻ tình nghi Han Chi-hook, nhưng trong camera giám sát lại là gương mặt của Sojourn. Bên phía tay bắn tỉa lúc này báo về rằng đã xác nhận thân phận của Chi-hook, yêu cầu cấp trên hạ lệnh ra tay. Nhưng khi nhìn thấy cảnh này, giám đốc Kang cứ do dự mãi không hạ lệnh. Hóa ra tất cả những chuyện này đều là do Chi-hook lợi dụng kỹ thuật đổi mặt tạo ra. Mục đích là để chơi trò gậy ông đập lưng ông. Sau đó Chi-hook đưa theo phóng viên Ki-sun bỏ chạy, đồng thời né tránh một cách chuẩn xác tất cả vị trí của tay súng bắn tỉa, mà người thông báo vị trí cho anh chính là Chae, người đang cùng tham gia vào hành động lần này tại cục. Sau đó từ chỗ phóng viên mà Chi-hook biết được, một năm trước khi cô ấy đang điều tra tổ chức thần bí tên là Sang-mu-hwe, nó do các lãnh đạo cấp cao đã nghỉ hưu ở cục tình báo và nội bộ cục tình báo thành lập nên. Họ lợi dụng những đặc công đã nghỉ hưu và những người đào tẩu khỏi Triều Tiên để làm một số việc phi pháp hại nước hại dân. Nhưng khi trong cục tình báo xảy ra sự kiện ngày thứ 6 đẫm máu, cũng chính là do vụ rò rỉ danh sách đặc công gây ra, cô ấy đã nhận được một báo cáo. Báo cáo đó nói rằng kẻ đứng sau vụ việc danh sách đặc công bị rò rỉ chính là tổ chức tên Sang-mu-hwe này. Hơn nữa, người cung cấp thông tin này nói mình là người may mắn sống sót duy nhất. Điều này khiến Chi-hook lập tức nhớ đến Trang Chun-woo. Không chỉ vậy, ngay lúc ấy Chi-hook đã nhận được điện thoại của Chae, nói rằng đã giải mã được tập tin bị mã hóa bên trong USB trước đó. Sau đó cô bèn gửi bức ảnh được khôi phục bên trong cho anh xem. Trong ảnh có hai người đàn ông thần bí đang gặp mặt Trang Chun-woo. Anh lập tức nhớ tới số điện thoại thần bí kia, qua đó suy đoán rằng là Trang Chun-woo gọi tới để cảnh cáo mình. Vì thế anh bèn gửi bức ảnh này cho Trang Chun-woo, nói dối rằng mình sẽ dẫn theo phóng viên Ki-sun tới gặp mặt anh ta. Quả nhiên mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán của Chi-hook. Trang Chun-woo đi tới địa điểm được anh chỉ định sẵn, sau đó Chi-hook cũng lập tức đi thẳng vào vấn đề, nói rằng mình đã biết về tổ chức Sang-mu-hwe, hơn nữa người báo cáo tổ chức này chính là anh ta Trang Chun-woo. Anh suy đoán trước đó Trang Chun-woo nhờ vào Sang-mu-hwe nên mới may mắn thoát nạn, thế nhưng có lẽ sau đó tình hình đã thay đổi. Phóng viên Ki-sun trở thành điểm yếu của anh ta, sau đó Chi-hook lấy bức ảnh ra uy hiếp Trang Chun-woo. Nếu như anh để Ki-sun và chuyện về bức ảnh lộ ra trước công chúng, tới lúc ấy tổ chức Sang-mu-hwe chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh ta. Vì thế Chi-hook yêu cầu Trang Chun-woo đồng ý với mình hai việc. Thứ nhất đó chính là giao ra đoạn video gốc của cảnh anh bắn Sojourn. Thứ hai đó chính là nói ra thân phận của người bị che mặt trong bức ảnh này. Trang Chun-woo nhanh chóng đồng ý chuyện đầu tiên. Thế nhưng về chuyện thứ hai, anh ta cũng chỉ biết đối phương từng là một thành viên quan trọng của cục tình báo mà thôi. Còn về thân phận thực sự ra sao anh ta cũng không biết. Chi-hook chất vấn Trang Chun-woo tại sao lại làm như vậy với Sojourn. Nghe xong, Trang Chun-woo lập tức nổi điên lên. Anh ta luôn miệng nói mình muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng lại vì một vài nguyên nhân nào đó mà không thể ngăn được. Thực ra không lâu trước đó Trang Chun-woo đã bắt được Hwang Mo-sun. Anh ta muốn thông qua hắn tìm được Baek Mo-sa, người mà ngay cả tổ chức Sang-mu-hwe cũng muốn có được. Thế nhưng tên Hwang Mo-sun vô cùng cứng đầu, bất luận có làm thế nào cũng không chịu tiết lộ hành tung của Baek Mo-sa. Cuối cùng Trang Chun-woo chỉ đành giết chết hắn ta. Do đó Trang Chun-woo liên tục cảnh cáo Chi-hook, khi trí nhớ anh khôi phục trở lại và tiến đến gần chân tướng, anh cũng sẽ có cảm giác như vạn tiễn xuyên tâm. Sau đó Chi-hook đem video lấy được gửi cho Chae, nhưng Chae lại nói với anh Sojourn đã tỉnh lại rồi. Hơn nữa sau khi ngắt máy, cô bèn xóa đoạn video nguyên bản mà Chi-hook khổ sở lắm mới có được đi. Còn khi Chi-hook ngụy trang làm bác sĩ đi tới bệnh viện, lại phát hiện bên trong trống trơn không một bóng người. Sau đó anh lập tức bị nhóm nhỏ đã mai phục sẵn ở đó bao vây.
Còn giám đốc Kang cũng đã trực sẵn ở đó rất lâu. Anh ấy nói với Chi-hook rằng Sojourn đã qua đời cách đây vài tiếng do cấp cứu không thành công. Cũng vì thế mà Chi-hook bị nhốt vào tù. Lúc ở trong tù, anh cố gắng sắp xếp lại tiến trình vụ án. Khi chân tướng dần được hé mở ngày càng nhiều, anh hiểu rằng tổ chức Sang-mu-hoe này có khả năng chính là kẻ đã sát hại tàn nhẫn đồng đội của mình. Nhưng rốt cuộc bên trong đó có ai thì anh chẳng có cách nào biết được. Bên này Trang Chun-u vẫn liên tục điều tra về Baek Mo-sa, thế nhưng cuối cùng lại để bị Baek Mo-sa thần bí tóm được. Baek Mo-sa tra hỏi anh ta là ai đã sai khiến anh ta điều tra về mình. Nhưng Trang Chun-u có chết cũng không chịu khuất phục, vì thế Baek Mo-sa bèn thẳng tay giết chết anh ta. Sau đó treo xác anh ta lên trên tấm biển hiệu bắt mắt nhất Seoul để cho cả nước cùng thấy đặc công ưu tú của cục tình báo chết thế nào trước mắt người dân. Hành vi khiêu khích ngang nhiên này đã chọc giận lãnh đạo cấp cao của cục tình báo, cục trưởng vốn định để phó cục trưởng Lee của bộ phận nội địa điều tra vụ này. Nhưng phó cục trưởng Đô lại nói Trang Chun-u là người của bộ phận hải ngoại, vì thế chuyện này nên để cô xử lý. Nhưng bởi vì mấy chuyện trước đó xử lý không tốt, cộng thêm cả việc phó cục trưởng Lee châm dầu vào lửa bằng cách chất vấn năng lực của phó cục trưởng Đô, vì thế cục trưởng nhất quyết giao vụ này cho phó cục trưởng Lee phụ trách. Thấy địa vị của mình bị lung lay, phó cục trưởng Đô bèn xin đưa ra lời cam kết với cục trưởng. Nếu như trong vòng 2 tuần không điều tra ra kết quả gì, vậy thì cô sẽ nhận trách nhiệm và xin từ chức. Nghe xong lời này, cục trưởng mới đồng ý giao lại vụ này cho phó cục trưởng Đô theo dõi và điều tra. Sau đó, phó cục trưởng Đô cũng lập tức ra lệnh cho trưởng phòng Ha phóng thích Chi-hook, bởi vì không lâu trước đó cô ấy đã nhận được video gốc do người bí ẩn gửi tới. Nó đã đủ để chứng minh rằng Chi-hook bị kẻ khác hãm hại, nhưng trên đường đi thực hiện nhiệm vụ, trưởng phòng Ha lại bất ngờ bị giám đốc Kang chặn lại. Anh ấy nhờ cậy trưởng phòng Ha một việc, đó chính là cố ý chọc giận Chi-hook, khiến anh ấy chìm trong áy náy không muốn quay trở lại cục tình báo. Nhưng điều khiến giám đốc Kang không ngờ được là Chi-hook không những chẳng hề bị chọc giận, thậm chí còn hỏi ngược lại trưởng phòng Ha có phải giám đốc Kang bảo anh làm vậy với mình không. Trưởng phòng Ha vô cùng kinh ngạc, đồng thời Chi-hook cũng đã biết được thông tin Trang Chun-u bị giết từ miệng người khác. Mặc dù anh và Trang Chun-u vừa là bạn cũng vừa là kẻ địch, nhưng những cái chết liên tiếp của đồng nghiệp khiến anh càng có thêm động lực để điều tra chân tướng. Thế nhưng việc đầu tiên Chi-hook làm sau khi ra ngoài đó chính là đi tìm Che-i. Anh muốn biết tại sao cô lại đột nhiên bán đứng mình, Che-i cũng thẳng thắn nói ra sự tình. Giám đốc Kang sau khi truy bắt Chi-hook không thành công đã đến tìm cô, nói rằng bố của cô quản lý Du có khả năng vẫn chưa chết, hơn nữa còn thay đổi vẻ ngoài, trở thành một nhân vật cực kỳ nguy hiểm tên là Baek Mo-sa, vì để có thêm manh mối về bố. Che-i bèn thỏa hiệp với giám đốc Kang, đó là lý do tại sao cô lại bán đứng Chi-hook. Sau khi nghe xong, Chi-hook không hề tức giận, ngược lại còn mong cô tiếp tục giúp mình điều tra. Lúc chuẩn bị rời đi, anh còn không quên cảm ơn cô đã gửi video cho cấp trên. Nhưng khi nghe tin này, Che-i vô cùng kinh ngạc, cô muốn giải thích với Chi-hook nhưng anh đã rời đi từ bao giờ. Sau khi trở về nhà, Chi-hook thêm ảnh của Che-i vào nhóm đối tượng nghi ngờ. Khi quay trở lại cục tình báo, phó cục trưởng Đô giao cho anh phụ trách vụ án của Trang Chun-u. Khi Chi-hook hỏi phó cục trưởng Đô tại sao lại muốn giao vụ án này cho mình, cô ấy lại vô tình lỡ miệng bởi vì cậu đang ngày càng tiến sát gần đến chân tướng, cho nên họ mới nhắm vào cậu. Khi Chi-hook chất vấn họ ở đây là ám chỉ ai, phó cục trưởng Đô lại giả vờ như không biết. Sau đó Chi-hook bắt gặp giám đốc Kang. Hiện giờ hai người đã đứng ở hai phe đối lập với nhau. Khi Chi-hook cố ý nhắc đến cái tên Sang-mu-hoe trước mặt giám đốc Kang, anh ấy lập tức quay lại nhìn anh với ánh mắt khó tin. Điều đó đã giúp phán đoán của Chi-hook được khẳng định, cẩn thận chút đừng để sự tò mò hại chết chính mình. Lời cảnh cáo của giám đốc Kang khiến Chi-hook hiểu được anh ấy và phó cục trưởng Đô chắc chắn đều biết về sự tồn tại của Sang-mu-hoe. Nhưng người có quyền lực địa vị cao như vậy ở trong cục tình báo cũng đều tỏ ra sợ hãi khi đề cập đến tổ chức này, xem ra thật sự không thể xem nhẹ nó được. Thế nhưng vì để tìm kiếm được manh mối đột phá, trước tiên anh tới tìm Che-i để xác nhận người ở góc chính diện trong bức ảnh được phá giải là ai. Kết quả khiến người ta vô cùng kinh ngạc, một trong số những người ngồi cùng bàn với Trang Chun-u chính là phó tổng giám đốc cơ quan an ninh Bắc Triều Tiên Ji Jong-chun. Trong cục tình báo hiện tại cũng không thể tra ra được tung tích của ông ấy, nhưng tại sao Trang Chun-u lại tiếp xúc với nhân vật cao cấp của Bắc Triều Tiên? Điều càng kỳ lạ hơn là ngay cả Trang Chun-u cũng không biết về người thần bí quay lưng về phía trục kia là ai. Chỉ nói người đó đã từng là một nhân vật quan trọng của cục tình báo, thế nhưng người đó cũng rất có khả năng chính là Baek Mo-sa trong truyền thuyết, cũng chính là kẻ thao túng đứng đằng sau băng đảng Hoa Giang. Nhưng Chi-hook hiểu Trang Chun-u e sợ và phục tùng theo tổ chức Sang-mu-hoe, vì thế anh muốn ra tay từ chỗ tổ chức này trước. Còn người đàn ông họ Kim nắm trong tay kỹ thuật AI đổi mặt hãm hại anh chính là một manh mối có tính đột phá quan trọng. Chi-hook lập tức tới tìm người đàn ông họ Kim đó, đồng thời lấy người nhà anh ta ra để uy hiếp, ép anh ta nói ra tên thành viên của Sang-mu-hoe. Nhưng người đàn ông họ Kim lại nói mình cũng chưa từng nhìn thấy bất cứ thành viên nào của Sang-mu-hoe. Bọn họ có cách thức tổ chức vô cùng chặt chẽ, họ cũng không quen biết lẫn nhau. Việc liên lạc cũng đều thông qua một loại thiết bị kỹ thuật số. Vì thế trong tay Trang Chun-u có lẽ cũng có loại thiết bị này. Vì thế Chi-hook bèn bảo Che-i tới chỗ ở của Trang Chun-u để tiến hành lục soát, nhưng lại chẳng thu được kết quả gì mà chỉ phát hiện được một ít bột huỳnh quang kỳ lạ. Nhưng từ việc điều tra tài liệu về Trang Chun-u, Che-i phát hiện ra trong lần thực hiện nhiệm vụ làm gián điệp, Trang Chun-u đã suýt chút nữa bị bại lộ vì giết chết một người. Hơn nữa hành động này cũng rất dễ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về mặt ngoại giao.
Vì thế khi ấy phó cục trưởng Đô buộc phải hạ lệnh vứt bỏ Trang Chun U, nhưng khi đó chính vì có Sojeon ra mặt mới có thể giữ được mạng sống cho anh ta. Đây có lẽ cũng chính là một trong số những nguyên nhân khiến Trang Chun U cảm thấy áy náy khi không cứu được Sojeon. Không chỉ vậy, trong hồ sơ của Trang Chun U còn cho thấy anh ta đã từng thử nghiệm một loại thuốc tên là Zip, mà loại thuốc này đã từng được phát hiện bên trong cơ thể Chi-hook. Đó là thứ dùng để xóa đi ký ức mang tính chọn lọc, vì thế Chi-hook lại sử dụng mối quan hệ cá nhân để cầu xin đồng nghiệp làm trong phòng lưu trữ mau chóng điều tra giúp chuyện này. Trên đường trở về, Chi-hook thông qua thiết bị kỹ thuật số của người đàn ông họ Kim thu nhận được tin tức, thông báo rằng sự thật nằm ở chỗ Tứ Thiên Vương. Thấy vậy, Chi-hook lập tức xuống xe, đi khắp nơi để tìm kiếm người thần bí có thiết bị kỹ thuật số tương tự, loại thiết bị chỉ có thể liên lạc trong vòng 100m. Sự xuất hiện của thông báo này như hồi chuông nhắc nhở Chi-hook. Anh đoán rằng người của Sang Mu-hwe chắc chắn đang giám sát mình từng phút từng giây, vì thế anh phải tăng tốc điều tra về tổ chức này. Khi kiểm tra thi thể của Trang Chun-u, Che-i bỗng dưng nhớ đến mình từng phát hiện một ít bột huỳnh quang bên trong bồn tắm ở nhà Trang Chun-u. Vì thế cô lập tức chạy đi tắt đèn, sau đó dùng tia cực tím chiếu vào phần lưng của Trang Chun-u, không ngờ là bột huỳnh quang lại được sắp xếp một cách có quy luật trên đó. Hơn nữa, người giết hại Trang Chun-u dường như đã cố ý khắc họa gì đó lên trên phần lưng của anh ta, vì thế họ bèn tiến hành quét các chấm nhỏ trên phần lưng Trang Chun-u. Thế nhưng lại chẳng thể sắp xếp được thành trật tự có tác dụng. Ngay khi Che-i còn đang bế tắc không biết phải xử lý sao, giám đốc Kang lại bỗng dưng tới tìm cô. Anh ấy chất vấn Che-i tại sao lại gửi video gốc đi để giúp Chi-hook, nhưng Che-i lại nói việc đó không phải cô làm. Bởi vì khi cô cảm thấy hối hận định gửi nó đi, thì phát hiện ra có người đã gửi đi trước mình rồi. Giám đốc Kang còn muốn tiếp tục lấy manh mối về bố của Che-i ra làm điều kiện, yêu cầu cô tiếp tục giúp mình để mắt đến Chi-hook, nhưng Che-i lại từ chối thẳng thừng, nói bản thân không muốn giống như Sojeon. Bị giám đốc Kang khống chế, sau đó phải sống trong hối hận. Thế nhưng cuộc nói chuyện bí mật giữa hai người họ đã bị Chi-hook nghe lén toàn bộ. Suy cho cùng, đã từng bị bán đứng một lần thì sẽ có thể có lần hai. Vì thế Chi-hook đã sớm yêu cầu phó cục trưởng Đô cho phép nghe lén điện thoại của Che-i. Từ đó xác định được việc mình sẽ không bị bán đứng thêm lần nữa. Thế nhưng điều này cũng khiến anh càng thêm hoang mang, rốt cuộc ai là người đã âm thầm gửi video gốc đi để giúp anh? Là ai đã gửi thông tin về manh mối cho anh? Hơn nữa, tin tức mà thiết bị kỹ thuật số nhận được lúc ban sáng rõ ràng là thông báo dành riêng cho anh. Tất cả mọi thứ dường như đang ngày càng trở nên hỗn loạn hơn. Ngay khi dòng suy nghĩ của anh đang rối tung cả lên, Che-i lại đột nhiên gọi điện thoại tới, nói rằng mình đã phát hiện ra bí mật ở lưng của Trang Chun-u. Cô phát hiện ra những chấm nhỏ kia là một mã QR, tin tức mà mã QR muốn cung cấp là về một loại bệnh hiếm gặp. Thông qua kho dữ liệu, cô tìm ra được những người mắc bệnh này, tổng số người mắc chưa tới 20. Mà một người bệnh trong danh sách chính là một trong những người đã sáng lập nên cục tình báo. Mà vị lãnh đạo cấp cao Chun Bung-i có biệt danh Ma Vương này đã nghỉ hưu từ lâu, nhưng điều kỳ lạ là tại sao Trang Chun-u lại lưu giữ thông tin của ông ta trên lưng mình cơ chứ? Mà Tứ Thiên Vương xuất hiện trong thông báo kia có phải ám chỉ rằng vị Ma Vương này chính là một trong số đó hay không? Vì thế hai người bèn bắt tay vào điều tra người này. Nhưng Lễ Tân lại nói Chun Bung-i đã xuất viện từ lâu rồi. Với lại thông tin về người đó là bảo mật nên không thể tiết lộ được, trừ trường hợp có lệnh điều tra thì mới có thể cung cấp. Vì vậy hai người chỉ đành tạm thời rời đi, nhưng Chi-hook và Che-i đều phát giác ra được sự bất thường của Lễ Tân. Đối phương rõ ràng đang che giấu điều gì đó. Hơn nữa, căn bệnh hiếm gặp mà Chun Bung-i mắc phải này không cho phép ông ta có thể tùy ý xuất viện, vì thế hai người phán đoán chắc chắn ông ta vẫn đang ẩn náu ở trong đó. Thông qua sơ đồ của bệnh viện, họ phát hiện trong mấy lần cải tạo, bệnh viện vẫn còn có một tầng lửng chưa được quy hoạch. Che-i bèn quay trở lại bệnh viện để điều tra. Thông qua khoảng cách thời gian lên xuống của thang máy, cô phát hiện thời gian di chuyển giữa tầng 2 và tầng 3 rõ ràng nhiều hơn bình thường 5 giây. Vì thế họ phán đoán bên trong bệnh viện chắc chắn có tồn tại tầng lửng. Ngay khi hai người chuẩn bị hành động, Chi-hook lại nhận được điện thoại của người đồng nghiệp làm ở phòng lưu trữ, nói rằng đã tìm thấy người phụ trách nghiên cứu thuốc Zip. Đó chính là bác sĩ chủ trị của Chi-hook. Sau đó Chi-hook chạy đến chất vấn bác sĩ. Rõ ràng cô chính là người tham gia vào dự án điều chế Zip, vậy tại sao cô lại che giấu mình chuyện đó? Đối diện với áp lực đến từ chỗ Chi-hook, bác sĩ cũng chỉ đành nói ra sự thật, người muốn cô che giấu những sự thật này với anh chính là người quen cũ trưởng phòng Ha. Lúc này vô vàn suy nghĩ hiện lên trong đầu Chi-hook, anh xông vào phòng làm việc của trưởng phòng Ha, chất vấn anh ta có phải người luôn đưa ra gợi ý cho anh, giúp đỡ anh có phải không. Sau khi nghe xong, trưởng phòng Ha giống như nhìn thấy ánh sáng chiếu soi. Anh ta bỏ chiếc bút trong tay xuống, từ từ tiến lại gần Chi-hook và nói, có phải là cậu đã nhớ lại rồi không? Nhìn thấy ánh mắt chứa đầy sự thắc mắc của Chi-hook, trưởng phòng Ha biết Chi-hook dựa vào điều tra đã tìm lại được một phần ký ức. Vì thế anh ta cũng không giả vờ nữa, thẳng thắn nói với Chi-hook, cậu thực sự không nhớ sao, tất cả những gì mà tôi làm đều vì là cậu bắt tôi phải làm như thế. Hóa ra 2 tháng trước khi Chi-hook trở lại cục tình báo, anh đã lợi dụng việc trưởng phòng Ha biển thủ tiền kinh phí tình báo trước đây để uy hiếp, yêu cầu anh ta tới biên giới Trung Quốc và Triều Tiên để tìm mình. Sau một hồi tra khảo, Chi-hook xác định được trưởng phòng Ha không phải gián điệp. Anh bèn yêu cầu anh ta phải giúp mình quay trở lại cục tình báo. Đầu tiên trưởng phòng Ha sẽ lấy ra loại thuốc xóa trí nhớ từ trong cục tình báo. Đợi sau khi Chi-hook xóa đi ký ức 1 năm về trước xong thì sẽ sắp xếp một con thuyền vượt biên trở về nước. Nhưng ai ngờ con thuyền đó lại không đến đích đúng thời hạn.
Vì thế trưởng phòng Ha mới báo cho cảnh sát biển đi điều tra, kết quả Chi Húc lại dùng cách thức máu me đó để trở về cục tình báo. Sau đó trưởng phòng Ha sẽ dùng mã mốt để đưa ra gợi ý, đặt chiếc USB vào tủ đồ, cung cấp manh mối cho Chi, sau đó gửi video gốc để chứng minh sự trong sạch của Chi Húc. Tất cả những việc này được thực hiện đều là nhờ vào sự giúp sức của trưởng phòng Ha. Thế nhưng Chi Húc lại hỏi anh ta thật sự vì bị bắt thóp nên mới chịu giúp mình làm nhiều việc vậy sao? Trưởng phòng Ha lại nói mình vẫn luôn nguyện cống hiến cho Tổ quốc. Nhất thời nổi lòng tham cá nhân cũng là chuyện thường tình. Nhưng khi chứng kiến rất nhiều đồng nghiệp bị phản bội và sát hại, anh ta cũng muốn biết được chân tướng vụ việc này. Vì thế anh ta mới sẵn sàng giúp đỡ Chi Húc vô điều kiện với mục đích cùng nhau tìm ra hung thủ thực sự đứng đằng sau. Nhưng tư liệu mà Chi Húc từng gửi cho anh ta chỉ có thể nhận được khi tới thời hạn đã định sẵn. Vì thế phần ký ức còn lại Chi Húc chỉ có thể tự mình đi tìm từng chút một. Bên này Chi phát hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ bên trong camera giám sát. Sau khi nhân viên quẹt thẻ xong, cùng lúc nhấn vào nút bấm của hai tầng lầu là có thể đi đến một tầng lửng. Vì thế cô bèn lần theo manh mối này, lập tức đánh ngất người y tá đó, đồng thời để lại tin nhắn cho Chi Húc bảo anh lập tức tới để chi viện. Sau đó Chi thông qua một loạt thao tác đã đi tới được tầng lửng, phát hiện ra một đống vỏ thuốc dùng để đưa con người vào trạng thái chết lâm sàng. Lúc này cô mới biết nơi này không phải phòng bệnh mà là phòng giam dùng để giam giữ người sống. Cuối cùng thì cô cũng đã tìm thấy được phòng của Chun Bung Yi. Chi vốn định cầu cứu sự giúp đỡ của Chi Húc, thế nhưng cô phát hiện ở đây hoàn toàn không có sóng. Bất đắc dĩ cô chỉ đành đẩy Chun Bung Yi ra ngoài. Nhưng khi đi được nửa đường lại gặp phải nhân viên bảo vệ. Trong lúc cấp bách, Chi đã dùng súng bắn bị thương nhân viên bảo vệ. Sau đó vội vàng chạy ra cửa bệnh viện, thuận lợi đưa Chun Bung Yi lên một chiếc xe cứu thương. Đối phương cũng chẳng hỏi gì cứ thế tiếp nhận bệnh nhân. Ngay khi Chi định lên xe cùng thì mới phát hiện đối phương không phải là nhân viên y tế. Rất nhanh sau đó cô bị một khẩu súng dí thẳng vào lưng. Đối phương yêu cầu cô không được manh động, mãi cho đến khi đối phương rời đi. Chi xoay người lại rút súng ra định bắn thì lại nhìn thấy gương mặt người đàn ông vừa lạ vừa quen xuất hiện trong gương chiếu hậu. Cảnh này khiến cô sửng sốt đến ngây người, may thay Chi Húc kịp thời đuổi tới nơi. Sau khi cắt đuôi được nhân viên bảo vệ, hai người ra sức đuổi theo chiếc xe phía trước. Nhưng từ điểm này có thể nhìn ra được nhân viên bảo vệ và người cướp Chun Bung Yi đi thuộc về hai thế lực khác nhau. Đồng thời rất nhanh sau đó thiết bị kỹ thuật số của Chi Húc đã nhận được tin tức, nội dung là lời cảnh cáo nếu như họ còn tiếp tục đuổi theo thì sẽ phải chết. Điều này khiến Chi Húc có thể chắc chắn được nếu như người ở phía trước không phải của tổ chức Sang Mu Hoe, vậy thì người giết hại Trang Chun U có lẽ chính là đám người này. Suy cho cùng thiết bị kỹ thuật số đã mất của Trang Chun U rất có khả năng đang nằm trong tay đám người này. Quả nhiên đối phương nhanh chóng dừng xe lại, sau đó đẩy Chun Bung Yi xuống xe. Truyền tin thông qua thiết bị rằng đây là món quà tặng cho bọn họ, hai người họ còn chưa kịp hiểu ra ý nghĩa của câu nói thì hai tiếng súng liên tiếp đã vang lên. Chun Bung Yi bị giết chết ngay trước mặt Chi Húc. Hóa ra đối phương đang muốn chứng tỏ mình và tổ chức Sang Mu Hoe ở thế đối lập với nhau, vì thế Chi Húc càng muốn biết thế lực cũng đang gợi dẫn cho mình này rốt cuộc là ai. Khi anh bảo Chi Yi lái xe thay, còn mình thì từ từ đi bộ tiến về phía trước, đối phương bèn tung ra một quả lựu đạn. Quả lựu đạn lan thẳng xuống dưới gầm xe, may thay Chi Húc phản ứng đủ nhanh kịp thời đưa Chi Yi rời khỏi đó. Nhưng cú nổ vẫn khiến Chi Húc ngất đi, Chi Yi dưới sự bảo vệ của Chi Húc vẫn giữ được ý thức. Khi nhìn thấy người đàn ông định ra tay với Chi Húc, cô loạng choạng đứng dậy, cô muốn xác nhận người đàn ông vừa quen vừa lạ này rốt cuộc có phải người bố đã mất tích bấy lâu của mình hay không. Người đàn ông từ đầu đến cuối không mở miệng nói câu nào. Nhưng khi nhìn thấy vết thương trên tay người đàn ông giống hệt với bố mình năm đó thì cô cũng không thể giấu nổi sự kinh ngạc trong ánh mắt. Nhưng ngay khi Chi đang định mở miệng, người đàn ông lại nổ súng bắn cô sau đó ngang nhiên rời đi, sau đó Chi Húc từ từ tỉnh táo lại. Tác động từ vụ nổ khiến anh chậm rãi nhớ lại một số ký ức, nhưng khi thấy Chi nằm trên đất anh lập tức đi tới kiểm tra. May thay cô có mặc áo chống đạn trên người. Sau khi tỉnh lại, Chi nói với Chi Húc rằng người đàn ông đó có khả năng chính là bố mình thật, mặc dù giám đốc Kang từng nói với cô người đó hiện giờ tên Bích Mosa. Nhưng cánh tay có vết thương của ông ta chính là cánh tay của bố trong ký ức của cô. Chi Húc nhận định người đó chính là Bích Mosa. Chính ông ta đã giết hại Trang Chun U, cướp lấy thiết bị kỹ thuật số của anh ta, cố ý để lộ manh mối cho anh. Sau đó để anh lần theo manh mối điều tra, từ đó lần ra người của tổ chức Sang Mu Hoe. Sau đó công khai xử lý người của Sang Mu Hoe ngay trước mặt Chi Húc. Từ đó tỏ rõ lập trường nhằm thị uy với phía còn lại, nhưng thiết bị kỹ thuật số hiện có đã bị hủy trong vụ nổ ban nãy. Chi nói với Chi Húc trước khi quả lựu đạn nổ cô đã nhận được một tin nhắn cuối cùng được gửi đến thiết bị đó, bên trên đó viết đừng tìm kiếm đáp án từ bên ngoài. Lúc này Chi Húc chợt nhớ đến câu nói quen thuộc này. Chẳng phải trước đây giám đốc Kang đã từng nói y hệt vậy với anh sao? Nhưng khi thời gian dần trôi, phó cục trưởng Đô không thể giữ được lời hứa phá được vụ án nên buộc phải từ chức. Phó cục trưởng Lee tỏ ra rất hài lòng về sự rời đi của thế lực đối chọi với mình. Vì thế trong buổi tiệc mừng cục trưởng nhậm chức một năm, ông ta chủ động nâng ly, tuyên bố chủ quyền của mình ngay trước mặt cục trưởng, đồng thời yêu cầu cục trưởng lập tức cân nhắc giám đốc Kang lên ngồi vị trí trưởng bộ phận hải ngoại, đồng thời đề nghị cắt giảm biên chế nhân viên của bộ phận này. Đối diện với thái độ hùng hổ ham dọa này của phó cục trưởng Lee, cục trưởng nhìn cục diện nghiêng về một bên, ông ta cũng chỉ dám nuốt cơn giận vào lòng, xem ra ông ta đã phạm sai lầm rồi. Hiện giờ không còn ai có thể khống chế được phó cục trưởng Lee nữa. Trước khi chính thức rời khỏi vị trí, phó cục trưởng Đô mong Chi Húc có thể tiếp tục đứng vững.
kiên trì giữ vững những thứ mình phải giữ. Chi Húc biết thời gian hiện tại rất cấp bách. Dưới sự giúp đỡ của bộ phận kỹ thuật, anh đã tìm ra được công ty lập trình thiết bị kỹ thuật số kia. Hai người tới tìm người phụ trách là chủ tịch Xin. Chính chủ tịch Xin đã xác nhận đây quả thực là chương trình do chính tay anh ta đã viết ra, nhưng đó đã là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi. Vì thế anh ta cũng không còn nhớ nữa. Bây giờ công ty bọn họ đã trở thành một công ty công nghệ Internet hàng đầu. Nhờ vào việc thu thập dữ liệu một cách chính xác, xác định được các đặc trưng về thói quen hành vi và sở thích tìm kiếm của người dùng, sau đó bán các dữ liệu đó cho các nền tảng mua sắm để kiếm lời. Vì thế anh ta chưa từng có bất cứ liên kết gì với cơ quan tình báo quốc gia, tưởng như trở về với hai bàn tay trắng. Thế nhưng lúc ngồi trên xe, Chi Húc phát hiện trình tự bài hát nghe thấy trong phòng làm việc của chủ tịch Xin ban nãy giống hệt với trình tự trên xe anh. Hơn nữa nước và đồ ngọt bưng lên cho họ ban nãy cũng đều là sở thích của hai người. Từ những điểm này không khó để suy đoán ra rằng đối phương đang phô diễn năng lực của mình. Đồng thời cũng đang cảnh cáo hai người rằng nhất cử nhất động của họ chúng đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Sau đó khi hai người quay trở lại cục tình báo trùng hợp bắt gặp phó cục trưởng Lee, phó cục trưởng Lee bước đến buông lời chế giễu Chi Húc, nói anh có mối quan hệ rộng, lại còn quen được cả ông chủ công ty công nghệ Internet kia. Hiển nhiên phó chủ tịch Lee cũng đang cảnh cáo Chi Húc rằng ông ta cũng đang nhìn chằm chằm vào anh. Vì thế đừng tiếp tục gây thêm rắc rối nữa. Khi hai người quay trở lại bộ phận mới biết mình đã bị điều tới bộ phận quốc nội, Chi Húc lập tức đi tới lý luận với giám đốc Kang vừa được thăng chức về việc tại sao lại điều chuyển mình khỏi bộ phận hải ngoại. Giám đốc Kang chỉ bảo Chi Húc hãy cứ phục tùng mệnh lệnh là được, những thứ khác không cần anh quan tâm đến. Nhưng Chi Húc lại nói càng ngày mình càng không thể hiểu nổi giám đốc Kang nữa, chỉ vì được thăng chức mà sẵn sàng hy sinh nhiều người như vậy. Nhưng giám đốc Kang lại nói với thái độ giận dữ rằng tôi làm như vậy đều là vì để bảo vệ các cậu. Sau khi nghe xong những lời này, Chi Húc lại càng cảm thấy nực cười hơn. Anh hỏi ngược lại giám đốc Kang tại sao không thể bảo vệ cho Sojourn. Sau đó anh lấy ra một bức ảnh từ trong người mình, nói rằng đây là di vật Sojourn để lại. Sau khi giám đốc Kang nhìn thấy bức ảnh, khóe mắt rưng rưng. Bức ảnh đó chính là ảnh chụp chung của anh ấy với Sojourn. Hóa ra giám đốc Kang mới là bạn trai cũ của Sojourn, nhưng lý do anh ấy chia tay với Sojourn là vì sự áy náy của cô với anh. Phó cục trưởng Lee hiện giờ vô cùng đắc ý, có vẻ ông ta rất hài lòng với tình trạng hiện tại. Suy cho cùng, trợ thủ đắc lực của phó cục trưởng Đô là giám đốc Kang hiện giờ đã trở thành người của ông ta. Nhưng điều này lại khiến giám đốc Dung thấy bất mãn. Hóa ra một năm trước người điều động Sojourn tới đây làm việc chính là phó cục trưởng Lee. Nhưng giám đốc Dung rất bất mãn về cách sắp xếp của ông ta. Anh ta làm trâu làm ngựa cho phó cục trưởng Lee, nhưng đến cuối cùng lại chẳng có được lợi lộc gì. Thậm chí đến bây giờ còn gần như dậm chân tại chỗ. Trong cơn giận dữ, anh ta cầm theo một ít văn kiện mật tới gặp giám đốc Kang và giao nó cho anh ấy. Anh ta làm như vậy cũng là vì để chuẩn bị cho mình sẵn một con đường lui, còn hai người Chi Húc và Chê Y lấy công ty công nghệ đó làm gốc. Thông qua đó tìm ra được một số manh mối, đã từng có người vì điều tra công ty này mà vô tình xảy ra tai nạn xe. Điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ hơn cả là khi điều tra phát hiện cả người và xe dường như đều bị người ta kiểm soát, điên cuồng đâm vào lan can sau đó tử vong. Mà điều kỳ lạ hơn cả là Chi Húc cũng nhận được tin báo từ trưởng phòng Hà, nói rằng giám đốc Kang gần đây cũng đang âm thầm điều tra công ty công nghệ này. Xem ra công ty công nghệ này rất đáng để nghi ngờ. Trong lúc Chê Y điều tra di vật của người điều tra đã chết, cô phát hiện cô ấy đã tra ra được một công ty nghiên cứu tâm lý xã hội, nhưng công ty đó đã sớm di rời đi nơi khác. Lần theo manh mối này, cô phát hiện công ty tâm lý lại có liên quan đến người đàn ông họ Kim của tổ chức Sang Mu Hoe. Xem ra tổ chức Sang Mu Hoe chắc chắn có liên quan đến công ty công nghệ kia, vì thế Chi Húc lại tới tìm người đàn ông họ Kim. Từ chỗ anh ta, anh biết được mấy năm trước chính người đàn ông họ Kim này đã giới thiệu hai vị giáo sư tâm lý cho tổ chức Sang Mu Hoe. Nhưng cụ thể tổ chức yêu cầu hai người họ làm gì thì anh ta cũng không biết. Vì thế Chi Húc và Chê Y bèn tiếp tục điều tra theo manh mối này. Thông qua việc điều tra tài khoản của hai vị giáo sư kia, Chê Y biết được cứ cách một khoảng thời gian cố định thì tài khoản của hai người họ sẽ nhận được một số tiền lớn. Hơn nữa nhìn từ quy luật chuyển khoản có thể thấy chúng đều được chuyển vào trước đêm bầu cử. Vì thế cô bèn đối chiếu thời gian các lần chuyển khoản tiếp theo với thời gian bầu cử, phát hiện chúng hoàn toàn trùng khớp với nhau. Khi liên tưởng tới công ty công nghệ kia, hai người mới hiểu được điểm đáng sợ thực sự của tổ chức Sang Mu Hoe. Đó chính là lợi dụng sức mạnh của chuyên gia tâm lý và Internet để hiểu được tâm lý của cử tri, qua đó tiến hành thao túng phiếu bầu, giúp người mà họ muốn đưa lên đắc cử. Xem ra tổ chức, ngay cả đội ngũ lãnh đạo cấp cao có quyền lực của cục tình báo thì tổ chức Sang Mu Hoe cũng có thể thao túng được hết, biến họ trở thành con rối của chúng. Mà một năm trước thời điểm đám người Chi Húc xảy ra chuyện cũng có một cuộc bầu cử diễn ra, vì thế anh lập tức tới tìm tình báo của phía Trung Quốc. Ban đầu đối phương không muốn tiết lộ tin tình báo cho anh, nhưng phó cục trưởng Đô lại âm thầm phối hợp liên lạc với lãnh đạo cấp cao của phía Trung Quốc, yêu cầu nữ tình báo cung cấp thông tin cho Chi Húc. Mỗi khi bên trong Hàn Quốc tiến hành bầu cử, trong quan hệ hai phía Nam và Bắc Triều đều sẽ xuất hiện một số sự việc làm gián đoạn cuộc bầu cử. Còn phó giám đốc cục an ninh Bắc Triều Tiên Di Jong Chun mà Chi Húc vẫn luôn muốn tìm hiểu thực ra đã chết cách đây một năm rồi. Hơn nữa ngày mà ông ta chết cũng chính là ngày mà nhóm của Chi Húc xảy ra chuyện. Chi Húc lúc này mới nhớ ra lúc đó vốn dĩ anh đang bám theo Hoàng Mo Sun, nhưng lại vô tình phát hiện Jong Chun U hẹn gặp phó giám đốc cục an ninh Bắc Triều Tiên. Xem ra tổ chức Sang Mu Hoe khi đó muốn ép Di Jong Chun phối hợp làm gián đoạn trước cuộc bầu cử, qua đó thay đổi cục diện bên trong Nam Hàn.
Nhưng điều kỳ lạ là khi đó Trang Chun-woo còn đưa cho người quay lưng về phía anh một chiếc USB. Có điều dựa theo trí nhớ hiện tại, nhóm bọn họ rõ ràng đang giám sát Ji Dong-chun. Tại sao lại đột nhiên nhìn thấy cảnh ông ta bị hại? Hơn nữa, hiện trường vụ án là ở đâu và người có mặt tại đó là ai? Tại sao đồng đội của anh và Ji Dong-chun lại bị hại? Những nghi vấn này khiến đầu Chi Húc đau như búa bổ. Đúng lúc này, Che Y gọi điện thoại tới. Cô nói với anh trong điện thoại của người bị hại trong vụ điều tra công ty công nghệ có một số gọi đến từ cục tình báo. Nhưng số máy đó đã được mã hóa nên không thể điều tra ra được đó là ai. Chi Húc nhận được số điện thoại lập tức bấm máy gọi đi. Nhưng đối phương lại mãi không chịu mở miệng. Chi Húc nói với đầu dây bên kia, anh đã biết về âm mưu và thủ đoạn thao túng bầu cử của tổ chức Sang Mu Hoe rồi. Nếu như không muốn những chuyện này bị phanh phui ra, vậy thì hẹn gặp lại tại bãi đỗ xe. Đối phương cũng nhanh chóng xuất hiện tại bãi đỗ xe. Nhưng ngay khi thấy Chi Húc xuất hiện thì lập tức lao xe về phía anh ấy. Chi Húc lập tức nổ súng đáp trả. Cuối cùng chiếc xe bị mất khống chế đâm vào chiếc xe khác và dừng lại. Sau đó Chi Húc đập vỡ cửa sổ xe, xem người của Sang Mu Hoe bên trong nội bộ rốt cuộc là ai. Bất ngờ là người mà Chi Húc nhìn thấy trong xe lại chính là giám đốc Kang đang hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa chân anh ấy không hề đạp ga, nhưng bánh xe lại vẫn đang quay liên tục. Hiển nhiên xe của giám đốc Kang đã bị ai đó điều khiển. Anh vội vàng đưa giám đốc Kang tới bệnh viện cấp cứu, còn Che Y sau khi nói manh mối cho Chi Húc biết xong liền bị phó cục trưởng Lee chặn lại ở bãi đỗ xe. Ông ta nói lý do bố của Che Y mất tích trước đó là bởi vì bị người bên trong cục bán đứng. Nếu muốn biết đó là ai thì hãy dựa theo tư liệu mà ông ta cung cấp tra trong hệ thống là biết. Che Y mở tập hồ sơ ra xem. Nội dung ghi lại rằng năm đó sau khi bố cô gặp nạn được xác định là đã tử vong, mà người xác nhận thông tin lại chính là phó cục trưởng Đô. Vì thế Che Y liền đến chặn trước cửa nhà phó cục trưởng Đô ngay trong đêm, giơ súng lên hỏi cô ấy có phải là người đã bán đứng bố mình hay không. Nhưng phó cục trưởng Đô lại không trực tiếp trả lời vấn đề, chỉ nói rằng mong cô hãy dùng lý trí để nhìn nhận những chuyện này. Cô ấy cũng đã dự đoán được Che Y sẽ không dám nổ súng. Vì thế bèn bảo Che Y hãy cùng Chi Húc tiếp tục đi tìm kiếm chân tướng đi. Cách chỗ hai người đứng không xa, Bích Mô Sa đang lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Còn Chi Húc lúc này đang ở bệnh viện bất chợt nhận được điện thoại của trưởng phòng Ha. Anh ta nói đã nhận được bức thư được lên lịch gửi sẵn, sau đó bèn gửi video Chi Húc đã quay trước khi mất trí nhớ vào trong điện thoại của anh. Kết quả khi mở ra xem nội dung trong đó lại khiến Chi Húc vô cùng sửng sốt. Có người trong đội của tôi đã bí mật liên lạc với người ngoài, và người đó chính là Kim Jong Úc. Dựa theo câu trả lời này, Chi Húc lại mở ra thêm được một mảnh vụn ký ức khác, hồi tưởng lại khi ấy người đứng bên cạnh thi thể của Ji Jong Chun chính là Kim Jong Úc. Đồng thời Chi Húc ở thời điểm trước khi mất trí nhớ còn nhắc nhở anh một tuần sau sẽ nhận được video cuối cùng, trong đó sẽ vạch trần hung thủ thực sự đã giết chết đồng đội của anh. Nhưng trước lúc ấy anh buộc phải tìm được gián điệp bên trong cục tình báo, nếu không dù chết cũng sẽ không thể mở được video cuối cùng kia. Khi Chi Húc ngày càng tiến gần đến chân tướng, phó cục trưởng Lee cũng không thèm giả bộ nữa, ông ta trực tiếp phớt lờ kiến nghị của cục trưởng, ngang nhiên thể hiện tài nguyên và nhân lực hùng hậu của mình. Bởi vì hiện giờ trong mắt ông ta cục trưởng chẳng qua chỉ là một vật trang trí mà thôi. Còn Chi Húc tiếp tục lần theo manh mối điều tra về Kim Jong Úc, biết được người tiến cử Kim Jong Úc chính là phó cục trưởng Lee, vì thế anh bèn tới tìm Che Y và nói với cô, phó cục trưởng Lee rất có khả năng chính là lãnh đạo cấp cao của tổ chức Sang Mu Hoe, bọn họ thao túng việc bầu cử, từ đó giữ vững được địa vị quyền lực của mình trong giới. Nhưng Che Y lại tỏ ra rất khác thường, giận dữ trách mắng phó cục trưởng Đô mới là kẻ độc ác không từ thủ đoạn, cô ấy đã bán đứng bố cô cho phía Bắc Triều Tiên, từ đó đổi lấy quyền lực danh vọng. Chi Húc tò mò Che Y lấy đâu ra những tin tức này, nhưng Che Y không những không trả lời, ngược lại còn chất vấn Chi Húc có phải liên thủ với phó cục trưởng Đô nghe lén điện thoại cô không. Sau đó cô lập tức rút điện thoại ra đập mạnh xuống đất. Phát đập này là muốn ám chỉ rằng quan hệ cộng sự của cô và Chi Húc đã hoàn toàn chấm dứt, còn Che Y cũng nhanh chóng lấy được sự tín nhiệm của phó cục trưởng Lee. Ông ta liên tục giám sát bọn họ nên cũng biết chiêu ly gián này đã thành công rồi, sau đó bèn quay ra lôi kéo Che Y. Khi Che Y hỏi ngược lại ông ta có liên quan gì đến tổ chức Sang Mu Hoe không, ông ta lại không trả lời trực diện vào câu hỏi, chỉ nói với cô một đạo lý rằng cục tình báo dựa vào nỗi sợ hãi của con người để tồn tại. Vì thế khi mọi người không còn sợ bọn họ nữa, vậy thì cục tình báo cũng không cần phải tiếp tục tồn tại nữa. Vì thế với vai trò là người lãnh đạo nơi này, phó cục trưởng Lee đường đường chính chính nói với Che Y rằng với vai trò là người lãnh đạo cao nhất nơi này, tôi có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn của tổ chức và quốc gia. Vì thế bất luận là dư luận hay áp lực chính trị đều không thể động vào nổi một cọng lông của chúng ta đâu. Nơi đây chính là con át chủ bài trong tay phó cục trưởng Lee, cũng chính là đội ngũ tình báo còn lợi hại hơn cả đội ngũ tình báo của cục. Hệ thống máy móc ở đây được liên kết với máy chủ công ty công nghệ internet của chủ tịch Xin. Nó có thể tìm được thông tin của bất cứ ai mọi lúc mọi nơi. Vì thế nhờ vào hệ thống kiểm soát mạnh mẽ này có thể nói người dân hoàn toàn không có chút quyền riêng tư nào. Mà chuyện quan trọng nhất nơi này đang làm hiện tại đó chính là điều tra hành tung của Bích Mô Sa. Điều này cũng có nghĩa Bích Mô Sa và tổ chức Sang Mu Hoe hiện giờ đã rơi vào thế đối đầu một mất một còn. Phó cục trưởng Lee cố ý để Che Y làm việc ở đây, yêu cầu cô tự mình tìm kiếm hành tung của Bích Mô Sa, người mà cũng có khả năng chính là bố của cô. Vì thế sau nhiều tuần quan sát,
Che Yi phát hiện ánh đèn nhấp nháy trước cửa nhà phó cục trưởng Đô giống như mã mốt, nhưng cô không biết nội dung của nó là gì. Vì thế cô lập tức nói tin tức này cho phó cục trưởng Lee biết. Phó cục trưởng Lee suy đoán khả năng phó cục trưởng Đô đang chủ động liên hệ hẹn gặp Baek Mo-sa, bởi vì ông ta cảm thấy Baek Mo-sa chính là một trong những đặc công đã mất tích bị phó cục trưởng Đô bán đứng mười mấy năm về trước. Vì thế lần này ông ta tới đây chính là để trả thù phó cục trưởng Đô. Vì thế tất cả bèn chuyển hướng giám sát về phía phó cục trưởng Đô. Rất nhanh sau đó họ đã bắt được cô ấy tới gặp riêng Baek Mo-sa, vì thế phó cục trưởng Lee bèn cho người mai phục sẵn, tiến hành nghe lén cuộc nói chuyện của hai người họ, đồng thời cho tay súng bắn tỉa liên tục ngắm bắn mục tiêu là Baek Mo-sa. Nhưng điều kỳ lạ là Chi-hook lại đột nhiên lao đến khu vực gần hiện trường, hóa ra Che-yi không hề cắt đứt hoàn toàn với Chi-hook. Nếu như đã chẳng thể thoát khỏi sự giám sát của tổ chức Sang-mu-hwe, Chi bằng nghĩ cách gia nhập vào nó. Vì thế sau khi biết phó cục trưởng Lee có khả năng chính là lãnh đạo cấp cao của Sang-mu-hwe, Che-yi và Chi-hook quyết định diễn kịch cho ông ta xem. Từ đó khiến đối phương tin tưởng vào Che-yi, để cho Che-yi tiến vào cơ quan trung tâm của ông ta. Như thế cô có thể truyền tin tình báo quan trọng cho Chi-hook bất cứ lúc nào. Cứ thế vào thời khắc quan trọng, Chi-hook trực tiếp nổ súng nhắc nhở hai người đang gặp mặt kia. Còn tay lính bắn tỉa đang mai phục sẵn thấy vậy lập tức nổ súng. Thế nhưng tên đàn em bên cạnh Baek Mo-sa đã dùng thân thể của mình để ngăn chặn viên đạn. Hai bên thấy vậy lập tức sơ tán, còn Baek Mo-sa đã sớm có chuẩn bị lập tức cho nổ quả bom đã giấu sẵn ở đó, khiến người bên phía phó cục trưởng Đô đều ngất ngay tại chỗ. Thấy vậy Baek Mo-sa bèn từ từ tiến lại gần, dự định xử lý phó cục trưởng Đô. Nhưng đúng lúc này lại bị người đứng ở phía sau bất chợt gọi lại, hóa ra là Chi-hook đã tới kịp lúc, dùng tên đàn em của Baek Mo-sa làm con tin, nhưng Baek Mo-sa lại bỗng nở nụ cười kỳ lạ. Ông ta nói với Chi-hook mình và anh đều là vì muốn tìm được mục tiêu và loại bỏ nó, cho nên giữa hai người có rất nhiều điểm tương đồng. Vì muốn báo thù mà đi tìm kiếm chân tướng, Baek Mo-sa nói mình còn hiểu anh hơn chính anh. Một loạt những câu nói không đầu không đuôi của ông ta khiến Chi-hook dần chìm vào trong những nghi hoặc, nhưng đối phương dường như thật sự rất hiểu anh. Hãy đợi đến khi cậu nhớ lại những ký ức đó, cậu sẽ phát hiện mình sống không bằng chết. Nhưng điều không ai ngờ được là Baek Mo-sa lại thẳng tay nổ súng bắn chết tên thuộc hạ đang bị Chi-hook uy hiếp, sau đó nhảy lên thuyền tiếp ứng trốn thoát. Sau khi phó cục trưởng Đô tỉnh lại, Chi-hook bèn tới tìm cô ấy. Từ chỗ cô ấy anh biết được một năm trước Baek Mo-sa đã bắt tay với phó cục trưởng Lee nhằm gây rối loạn trước cuộc bầu cử. Đồng thời sau khi biết được chuyện này cũng là lúc sự kiện ngày thứ 6 đẫm máu xảy ra, những đặc công chết trong vụ đó toàn bộ đều là người của bộ phận hải ngoại bọn họ. Vậy nên phó cục trưởng Đô rất chắc chắn những việc này đều là do phó cục trưởng Lee làm. Bởi vì ông ta vẫn luôn ghen tị với việc bộ phận hải ngoại nắm giữ vị thế hàng đầu trong cục tình báo, vì thế phó cục trưởng Lee muốn loại bỏ phe đối lập, cho nên mới dùng thủ đoạn đê tiện này đối phó với cô ấy, cho nên vì để tìm kiếm chứng cứ. Khi phó cục trưởng Đô sắp xếp cho đội của Chi-hook xuất phát, đặc biệt cài Jong Uk vào làm người liên lạc của mình. Khi phát hiện bọn họ muốn lợi dụng Ji Jong Chun, phó cục trưởng Đô đã nảy sinh ý định muốn giết người, từ đó phá vỡ kế hoạch của bọn họ, nhưng cô ấy không hề ra lệnh cho Jong Uk giết Ji Jong Chun. Nghe thấy câu trả lời này, điểm duy nhất mà Chi-hook vẫn chưa hiểu đó là sự xuất hiện của Jong Uk tại hiện trường vụ án. Nhưng nếu người không phải do cậu ấy giết, vậy rốt cuộc là kẻ nào đã làm việc đó? Thế nhưng có thể xác định được rằng Chang Chun U khi ấy đang làm việc cho tổ chức Sang-mu-hwe. Có điều rốt cuộc ai đã giết Ji Jong Chun vẫn còn là một ẩn số. Ngoài ra có thể xác định được phó cục trưởng Lee chính là kẻ đầu sỏ. Vì thế Chi-hook bèn xuống tay từ chỗ giám đốc Dung, người bị phó cục trưởng Lee dùng bỏ, anh ấy liên thủ với trưởng phòng Ha, sắp xếp một nhóm người mặc đồ đen chớp thời cơ bắt cóc giám đốc Dung, đồng thời đe dọa rằng sẽ giết chết anh ta, sau đó cố tình giả vờ phạm sai lầm để cho anh ta chạy thoát. Tiếp đó Chi-hook hẹn gặp giám đốc Dung, người vừa trở về từ cõi chết ra, nói với anh ta đừng để bị phó cục trưởng Lee ra tay xử lý giống như giám đốc Kang và Sojeon. Con Jun xéo lắm cũng oằn, giám đốc Dung quyết định làm phản. Anh ta nói với Chi-hook người gây ra sự cố làm để lộ danh sách đặc công ra ngoài cho Baek Mo-sa chính là phó cục trưởng Lee. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn cả là mười mấy năm trước phó cục trưởng Đô đã từng làm chuyện như vậy. Chỉ là khi ấy cô ta bán đứng toàn bộ đặc công của bộ phận hải ngoại cho phía cục an ninh Bắc Triều Tiên. Nhưng trong lần đó có hai đặc công may mắn sống sót. Một trong số đó chính là Baek Mo-sa hiện giờ, cũng có khả năng chính là bố của Che-yi. Đây cũng là chuyện mà gần đây phó cục trưởng Lee mới điều tra ra được, vì thế ông ta rất hối hận vì đã hợp tác với Baek Mo-sa, để cho Baek Mo-sa trở thành mối hiểm họa khó lường. Quả nhiên kẻ nội gián chính là phó cục trưởng Lee. Chi-hook tìm được hung thủ thực sự, điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh có thể xem được video cuối cùng kia. Vì thế anh muốn trước tiên tìm điểm đột phá ở chỗ công ty công nghệ mà phó cục trưởng Lee đắc ý nhất. Anh đoán được chủ tịch Shin sẽ giữ riêng tài liệu về phó cục trưởng Lee và tổ chức Sang-mu-hwe, vì thế anh uy hiếp anh ta lập tức đưa tài liệu cho mình, nếu không sẽ phải tự chịu hậu quả. Đúng lúc này phó cục trưởng Lee xuất hiện. Ông ta bảo Chi-hook đừng tốn công vô ích nữa. Ông ta nói với Chi-hook những việc mình làm đều là vì muốn cục tình báo phát triển hơn nữa. Nếu không mỗi lần thay đổi bộ máy thì bọn họ đều sẽ bị thay máu. Ông ta đã từng phục vụ qua 21 đời cục trưởng, vì thế không muốn tiếp tục làm con cờ của kẻ khác nữa, thay vào đó muốn làm người nắm giữ bàn cờ. Đồng thời khuyên Chi-hook hãy gia nhập vào phe của mình, từ đó kiểm soát toàn bộ đất nước. Nhưng Chi-hook lại nói cái mà ông ta gọi là bảo vệ cục tình báo chỉ là điều vô nghĩa, thực chất ông ta muốn biến nó thành đồ chơi quyền lực của mình.
anh sẽ dốc toàn lực vạch trần bọn họ. Thấy việc khuyên nhủ không có tác dụng, phó cục trưởng Lee bèn lấy Che-i ra để uy hiếp Chi-hook. Ông ta đã đoán ra được khổ nhục kế Che-i sử dụng, vì thế bèn đưa ra lựa chọn: hoặc là Chi-hook lập tức đầu hàng, hoặc là Che-i sẽ phải chết ngay bây giờ. Bất đắc dĩ, Chi-hook chỉ đành buông súng đầu hàng. Ngay khi phó cục trưởng Lee tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng trong tay, điện thoại của ông ta bất ngờ đổ chuông. Hóa ra là giám đốc Kang gọi điện tới. Trước khi Chi-hook hành động, đã liên lạc với giám đốc Kang vừa mới tỉnh lại, bảo anh ấy triệu tập tất cả lãnh đạo của cục tình báo để công khai chân tướng trước mặt mọi người. Thấy thế, phó cục trưởng Lee chỉ đành dừng tay lại, bởi vì ông ta cũng rất tò mò chân tướng thực sự này là thế nào. Người giết chết đồng đội của cậu chính là Han Chi-hook, chính là cậu đấy Han Chi-hook. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Hiển nhiên người sửng sốt nhất vẫn chính là Han Chi-hook. Xoay qua xoay lại, cuối cùng người giết chết đồng đội lại chính là mình. Nghe bản thân của trước kia kể lại mọi chuyện, lúc này anh mới hiểu được rõ ngọn ngành sự việc. Khi ấy, lúc hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị sơ tán, người truyền tin Che-jun nói cho Chi-hook biết trong nội bộ của họ có nội gián. Vì thế sau khi nhận được tin tình báo cuối cùng, Chi-hook bèn bắt đầu quan sát hai người bên cạnh. Khi thay đổi vị trí giám sát mục tiêu, anh phát hiện ra lãnh đạo cấp cao của phía Bắc Triều Tiên Ji Jong-chun, còn có cả đặc công cấp cao của cục tình báo Chang Chun-woo, mà điều kỳ lạ hơn cả nằm ở chỗ người lạ mặt kia. Sau đó thông qua ống nhòm, anh phát hiện Chang Chun-woo giao cho người thần bí đó một chiếc USB, sau đó đưa một tập hồ sơ cho Ji Jong-chun. Nhưng sau khi Ji Jong-chun mở ra xem lại nổi trận lôi đình, sau đó lập tức rời khỏi đó. Thấy có sự xuất hiện của quan chức cấp cao Bắc Triều Tiên trong vụ việc này, các đồng đội đều cảm thấy vụ việc đã thăng cấp. Trong nội bộ tổ chức xuất hiện gián điệp, bạn trai của So-jeon là Cung Súc cảm thấy buộc phải báo cáo lên cấp trên và lập tức sơ tán, nếu không sẽ xuất hiện phiền phức lớn. Nhưng Jong-uk lại nói chuyện này liên quan đến vận mệnh quốc gia nên không thể rời đi. Cũng vì thế mà hai người họ nảy sinh tranh chấp, còn Chi-hook với cương vị là đội trưởng quyết định tiếp tục quan sát, đồng thời báo cáo lại chuyện này với phó cục trưởng Đô, sau đó lặng lẽ quan sát hành động của hai người đồng đội. Chi-hook phát hiện ra Cung Súc lén lút gọi điện thoại cho người ngoài, nhưng khi cầm điện thoại xem lại thấy chỉ toàn là nhật ký cuộc gọi với So-jeon. Sau đó Cung Súc cắn ngược lại một phát, nói rằng dạo gần đây Jong-uk rất khác lạ, rõ ràng là có gì đó không đúng lắm. Chi-hook cũng cảm nhận được điều đó, vậy nên lập tức ra lệnh cho hai người thay phiên nhau giám sát. Nhưng không lâu sau đó hai người họ đều tự ý rời khỏi vị trí, dù làm thế nào cũng không liên lạc được. Trong lúc cấp bách, Chi-hook bất chấp nguy cơ bị bại lộ, lập tức xông vào trong khách sạn để điều tra, kết quả lại không phát hiện bóng dáng của hai người họ. Đồng thời trong lúc lần mò đến tầng ở của Ji Jong-chun, anh đã phát hiện ra điều bất thường. Khi anh đi tới xem tình hình thì phát hiện Ji Jong-chun đang nằm trong vũng máu, còn người đứng bên cạnh ông ta chính là Jong-uk. Jong-uk nói chuyện này không phải do mình làm, nói rằng ngay khi vừa tới đây thì mọi thứ đã như vậy rồi. Jong-uk còn chưa kịp giải thích gì thêm, lúc này tiếng cảnh sát bất ngờ vang lên từ phía ngoài cửa. Nếu như bị cảnh sát địa phương tóm được thì đây sẽ là một vụ việc ngoại giao cực kỳ nghiêm trọng. Vì thế Chi-hook bèn dẫn theo Jong-uk rời đi trước. Chi-hook thoát ra sau vô tình bắt gặp Chang Chun-woo đang rời đi. Đến khi anh quay trở lại địa điểm hành động, phát hiện Jong-uk và Cung Súc lại đang chĩa súng vào nhau. Chi-hook khuyên hai người bỏ vũ khí xuống trước và bình tĩnh lại, nhưng thấy Cung Súc đang trong trạng thái kích động, Jong-uk bèn bóp cò nổ súng bắn chết Cung Súc ngay tại chỗ. Sau đó Jong-uk bỏ khẩu súng trong tay xuống, nói với Chi-hook nếu như mình không giết chết Cung Súc, vậy thì người phải chết chính là hai bọn họ. Chi-hook lúc này không dám tin vào người vừa sát hại đồng đội của mình, trong đầu chỉ toàn những nghi vấn. Chỉ thấy sắc mặt Jong-uk đột nhiên thay đổi giống như đã nhìn thấy gì đó, sau đó lập tức giơ súng lên bắn về phía Chi-hook. Chi-hook phản ứng lại lập tức nổ súng bắn trả giết chết Jong-uk. Lúc này anh bất chợt nhận ra có điều bất thường, cảm thấy việc Jong-uk muốn giết mình phải chăng chỉ là hiểu nhầm. Vì thế khi anh quay đầu lại nhìn liền phát hiện Chang Chun-woo đang nằm trên đất. Hóa ra ban nãy Jong-uk vì để bảo vệ anh nên mới lập tức nổ súng để ngăn cản Chang Chun-woo. Chi-hook lúc này vô cùng hối hận. Nhìn chiếc điện thoại đang đổ chuông trên người Jong-uk, anh bèn lấy nó ra xem, hóa ra là vợ Jong-uk gửi ảnh con của họ tới. Chi-hook hoàn toàn gục ngã, anh nhìn đồng đội tàn sát lẫn nhau, sau đó anh lại ngộ soát người đồng đội đã cứu mình, chính sự nghi ngờ của họ đã nuốt chửng bọn họ. Sau vụ việc đó, Chi-hook rơi vào nỗi đau khổ cùng tận, anh không tài nào suy đoán ra được kẻ nội gián bên trong tổ chức là ai. Trong suốt khoảng thời gian đó, Chi-hook vẫn luôn đứng trên bờ vực sụp đổ. Vì thế anh mới đưa ra hạ sách lợi dụng thuốc zip bên trong cục để xóa bỏ đoạn ký ức khổ đau, sau đó quay trở lại cục để tiến hành điều tra, từng bước vạch trần chân tướng, tìm ra được hung thủ thật sự phía sau. Chi-hook của xưa kia nói với anh rằng phải không từ một thủ đoạn nào, bất chấp mọi cái giá phải trả, nhất định phải giết sạch những kẻ nội gián kia, giết đi giết sạch chúng đi. Ký ức dần được thức tỉnh, Chi-hook lập tức hành động, anh lập tức hạ gục mấy tên vệ sĩ, sau đó chĩa súng về phía tên nội gián phó cục trưởng Lee. Anh muốn báo thù cho đồng đội, báo thù cho chính mình, nhưng Che-i lại đứng ra ngăn cản anh, lại một lần nữa vấp phải sự can ngăn của đồng đội. Điều đó khiến tinh thần anh bị kích thích đến mức ngất xỉu. Sau đó Chi-hook bị bắt vì tội danh giết hại đồng đội, nhưng bên phía phó cục trưởng Lee lại chẳng tìm được chứng cứ gì. Phó cục trưởng Lee hiểu rằng phải nhân cơ hội này trừ khử tận gốc, vì thế ông ta bèn mở cuộc họp kỷ luật, yêu cầu xử lý nội bộ Han Chi-hook. Giám đốc càng cật lực bảo vệ Chi-hook,
Cuối cùng thậm chí còn đem cả chiếc ghế phó cục trưởng bộ phận hải ngoại ra để bảo vệ cho anh ấy. Sau đó giám đốc Kang tới tìm Chi Húc, nói với anh ấy rằng năm đó quả thực mình đã giấu phó cục trưởng Đô hợp tác với phó cục trưởng Lee. Mục đích chính là ngăn cản phó cục trưởng Đô làm liên lụy đến cả bộ phận hải ngoại. Vậy nên khi đó giám đốc Kang đã nhờ cậy Sojourn thông qua chỗ cung xúc lấy được tin tình báo và gửi cho phó cục trưởng Lee, nhưng không ngờ lại biến bản thân trở thành quân cờ của ông ta. Vì thế khi Sojourn muốn thoát khỏi Sang Mu-hwe, vạch trần phó cục trưởng Lee và tổ chức đó, giám đốc Kang đã từng ngăn cản và bắt cô nghe theo sự sắp xếp của mình. Nhưng sau khi cung xúc chết đi, Sojourn đã không còn tin tưởng anh nữa. Vì thế nên mới bị tổ chức Sang Mu-hwe nắm được cơ hội và sát hại cô. Giám đốc Kang nói với Chi Húc mình sẽ chịu trách nhiệm cho mọi lỗi lầm, mong anh hãy phấn chấn lên. Đồng thời còn nói với Chi Húc rằng có một số ký ức không chắc đã là sự thật, chân tướng phải do chính bản thân mình đi tìm kiếm thì nó mới có cơ hội được lộ ra trước ánh sáng. Chi Húc lập tức lấy lại ý chí chiến đấu. Sau đó anh tới tìm Phó Cục trưởng Đô. Phó Cục trưởng Đô cũng dựa vào video của Chi Húc ngày hôm đó xác nhận được cung xúc chính là người của Sang Mu-hwe. Vì thế việc anh ấy và Sojourn thành một cặp có khả năng cũng là một trong những kế hoạch của Sang Mu-hwe. Hôm đó sau khi Jong Uk phát hiện ra sự bất thường của cung xúc bèn bám theo anh ấy. Đến khi Jong Uk đuổi đến nơi thì phát hiện Ji Jong Chun đã bị sát hại. Phó Cục trưởng Đô nắm được tình hình liền cảnh báo Jong Uk nếu phát hiện người của Sang Mu-hwe thì phải cực kỳ cẩn thận, bởi vì đối phương chắc chắn vì để che đậy chuyện này sẽ giết sạch những kẻ khác. Cũng vì thế mới xuất hiện cảnh Jong Uk nổ súng bắn cung xúc. Cảnh này cũng gián tiếp dẫn tới việc Chi Húc ngộ sát Jong Uk. Phó Cục trưởng Đô vốn tưởng rằng Chi Húc đã tìm thấy đủ chứng cứ để đánh bại Sang Mu-hwe, nhưng bây giờ Phó Cục trưởng Lee lại thành công che đậy tất cả, nắm trong tay quyền lực tối thượng. Vì thế Phó Cục trưởng Đô bèn đưa ra lời đề nghị hợp tác với Chi Húc. Rất nhanh sau đó Chi Húc đã tập hợp nhóm giám đốc Kang, trưởng phòng Ha và Che Y lại, cùng nhau thực hiện kế hoạch lật đổ Phó Cục trưởng Lee, đồng thời giới thiệu cho họ một thành viên mới gia nhập, đó chính là giám đốc Dung. Giám đốc Dung tiết lộ nếu muốn nắm được bí mật của Phó Cục trưởng Lee, vậy thì phải bắt tay từ chỗ chủ tịch Shin. Bọn họ lợi dụng chuyện chủ tịch Shin đánh cắp thông tin cá nhân của người dân, điều khiển xe để sát hại người biết chuyện. Ngoài ra còn có cả vụ điều khiển xe để giết hại nghị viên quốc hội. Chỉ dựa vào những chuyện này đã đủ để khiến anh ta ngã ngựa. Sau đó họ tới tìm chủ tịch Shin, nói rằng mình đang nắm trong tay chứng cứ phạm tội của anh ta, mong chủ tịch Shin hãy giao ra chứng cứ phạm tội của Phó Cục trưởng Lee và cả danh sách thành viên của tổ chức Sang Mu-hwe, chỉ có như vậy mới được hưởng khoan hồng. Cùng lúc ấy giám đốc Dung lén lút gặp mặt riêng Phó Cục trưởng Lee, nói kế hoạch của Chi Húc cho ông ta biết. Phó Cục trưởng Lee nghe xong chẳng hề có chút phản ứng nào, chỉ nói mình đã sớm lên kế hoạch xong xuôi. Sau khi lợi dụng chủ tịch Shin để mã hóa hệ thống xong thì sẽ mau chóng trừ khử. Sau đó ông ta đem theo cơn giận dữ đi tới công ty công nghệ, muốn đưa ra tối hậu thư cuối cùng cho chủ tịch Shin. Kết quả phát hiện người đang đợi sẵn ở đó lại là giám đốc Kang. Giám đốc Kang lập tức ra lệnh cho người bao vây Phó Cục trưởng Lee, đồng thời nói rằng mình đã nắm trong tay chứng cứ phạm tội của họ. Hóa ra giám đốc Dung là gián điệp hai mang, ông ta cố ý để lộ tin tức chủ tịch Shin phản bội, sau đó lén ghi lại những lời Phó Cục trưởng Lee nói và phát ra cho chủ tịch Shin nghe. Chủ tịch Shin cũng hiểu Phó Cục trưởng Lee là người ra tay tàn nhẫn, vì thế loại chuyện qua cầu rút ván này chắc chắn ông ta sẽ làm ra được. Vì thế chủ tịch Shin bèn phối hợp với bọn họ giao chứng cứ phạm tội của Phó Cục trưởng Lee ra để đảm bảo sẽ không bị tổ chức Sang Mu-hwe bức hại. Phó Cục trưởng Lee bị bắt chỉ đành gửi lời cầu cứu đến những thành viên khác của Sang Mu-hwe, cầu xin họ cứu mình ra, nếu không tới lúc ấy ông ta và Sang Mu-hwe sẽ cùng nhau ngã xuống. Còn Chi Húc lúc này cũng đã tới phòng giam để tra hỏi Phó Cục trưởng Lee. Anh hỏi một năm trước có phải ông ta đã ra lệnh cho cung xúc giết hại lãnh đạo của Bắc Triều Tiên Ji Jong Chun đúng không? Nhưng ông ta lại ngay lập tức phủ nhận chuyện này, bởi vì tối đó ông ta không nhận được lời đồng ý của Ji Jong Chun về việc đào tẩu khỏi Bắc Triều Tiên nhằm gây hỗn loạn để giúp đỡ mình. Vì thế ông ta đã sắp xếp cho cung xúc lên kiểm tra. Kết quả phát hiện Ji Jong Chun đã bị giết hại, mà người giết hại ông ta chính là Baek Mo-sa. Điều này khiến Chi Húc vô cùng sửng sốt, nhưng điều khiến anh kinh ngạc hơn cả vẫn còn ở phía sau. Khi đi sâu vào điều tra anh mới hiểu năm đó Baek Mo-sa muốn giết Ji Jong Chun chính là vì Baek Mo-sa từng là một thành viên của cục tình báo. Sau khi danh sách đặc công bị dò dỉ, ông ta may mắn sống sót và ở lại Bắc Triều Tiên, mà người hành hạ Baek Mo-sa đến mức khiến ông ta phải thay đổi vẻ ngoài chính là Ji Jong Chun, người đảm nhận vị trí phó cục trưởng cục an ninh khi đó. Vì thế việc Baek Mo-sa giết Ji Jong Chun cũng coi như là để trả thù, nhưng cũng chính vì thế đã làm đảo lộn kế hoạch của Sang Mu-hwe. Phó cục trưởng Lee cũng vì không nắm rõ tình hình nên mới hợp tác với Baek Mo-sa, cuối cùng lại làm lộ danh sách đặc công của bộ phận hải ngoại lần nữa. Vì thế khi Chi Húc thuật lại chuyện xảy ra khi đó, phó cục trưởng Lee lập tức hiểu ra thứ Baek Mo-sa muốn đó chính là hủy hoại toàn bộ cục tình báo này. Sau đó vì để bảo vệ cục tình báo, phó cục trưởng Lee đã âm thầm ra lệnh cho người truy bắt Baek Mo-sa. Kết quả lại khiến Trang Chun U chết thảm, hơn nữa còn bị treo xác nơi đông người hòng tuyên chiến với cục tình báo. Lúc này phó cục trưởng Lee hỏi ngược lại Chi Húc, bây giờ cậu có còn cảm thấy tôi là quái vật nữa không? Lúc này Chi Húc mới nhớ lại khi quan sát anh phát hiện Baek Mo-sa đã hướng về phía mình làm động tác chào. Không ngờ là ngay từ khi bắt đầu ông ta đã đưa anh vào trong kế hoạch rồi, qua đó có thể thấy được sự thâm sâu của ông ta. Đối mặt với kẻ địch như Baek Mo-sa khiến Chi Húc không khỏi cảm thấy có phần sợ hãi. Thế nhưng món nợ máu của phó cục trưởng Lee bắt buộc phải trả bằng máu.
Vậy nên anh nhắc nhở ông ta hãy chờ để nhận sự trừng phạt đi. Khi Chi Húc rời khỏi phòng giam liền bắt gặp thuộc hạ cũ của phó cục trưởng Lee là trưởng phòng Kim. Chi Húc mới rời đi chưa được bao xa thì nhận được điện thoại của Chi, nói rằng mình vẫn đang giám sát kẻ khả nghi là trưởng phòng Kim. Lúc này Chi Húc chợt nhận ra có điều bất thường. Đến khi anh quay trở lại phòng giam thì phát hiện phó cục trưởng Lee đã bị treo cổ lên trên trần nhà. Anh lập tức xông đến giải cứu. May thay lúc này vẫn còn chưa quá muộn. Sau khi tiến hành sơ cứu, phó cục trưởng Lee đã hồi phục lại được một chút ý thức. Vì thế lập tức nói với Chi Húc là do Beck Mosa làm, sau đó liền rơi vào hôn mê. Hóa ra tất cả những việc này đều là âm mưu của Sang Mu Hoe. Bọn họ đoán mục tiêu của Beck Mosa không phải là Sang Mu Hoe mà là cục tình báo. Vì thế bèn lựa chọn cục trưởng làm thành viên mới, giao cho ông ta nhiệm vụ thực hiện giao dịch với Beck Mosa, để cho Beck Mosa có cơ hội đích thân báo thù, giết chết tên hung thủ thật sự đã bán đứng mình. Quả bom nổ chậm Beck Mosa này vô cùng nguy hiểm, vì thế Chi Húc bèn tới tìm thuộc hạ của ông ta. Nhưng đối phương nói mình cũng chưa từng được gặp mặt Beck Mosa, chỉ biết ông ta nắm trong tay các giao dịch ngầm ở vùng biên giới, hơn nữa tất cả thành viên đều do chính tay ông ta tuyển chọn. Bọn họ đều tuyệt đối trung thành với ông ta, mà việc ông ta tới Hàn Quốc chính là để làm ra một vụ lớn đến mức lật tung hoàn toàn quốc gia này lên. Bên này, trưởng phòng Ha báo lại với giám đốc Kang trong vụ ám sát phó cục trưởng Lee, người duy nhất còn nắm quyền đến giờ là cục trưởng. Anh ta hoài nghi cục trưởng cũng là người của Sang Mu Hoe, nhưng hiện giờ anh ta cũng không có cách nào xử lý chuyện này. Vì thế phó cục trưởng Đô, người vừa được khôi phục chức vụ, lập tức huy động nhân sự, trước tiên là bắt tay vào việc tìm kiếm nhân vật nguy hiểm Beck Mosa. Thông qua điều tra sàng lọc của bộ phận kỹ thuật phát hiện, trước đó khi phó cục trưởng Đô và Beck Mosa gặp mặt nhau, toàn bộ băng giám sát xung quanh mà cục thu thập được đều đã bị xóa bỏ, hơn nữa không hề có dấu tích của việc hacker tấn công vào. Thông qua kỹ thuật truy lùng dấu vết, họ phát hiện có người đã lợi dụng mã độc mà Sang-kun phát tán dùng để tấn công cục tình báo trước đó để tiến hành tấn công lần hai. Thế nên mới xuất hiện tình trạng như vậy, điều này cũng khiến Che Y thấy rất bối rối. Khi đó cô đã cảm thấy có gì đó không đúng. Mặc dù Sang-kun là thiên tài hacker, nhưng cậu không hề giỏi về việc lợi dụng mã độc để làm mồi nhử tấn công. Vì thế cô và Chi Húc bèn tới tìm Sang-kun, nhưng lại phát hiện khi Sang-kun biết kẻ đầu sỏ sát hại bố mình đã bị bắt lại chẳng hề có chút bất ngờ nào. Cậu còn nói bọn chúng vẫn chưa nhận được hình phạt thích đáng, nhờ đó hai người Chi Húc và Che Y cũng nhìn ra được manh mối. Suy đoán rằng chắc chắn Sang-kun đã bị kẻ khác lợi dụng, kết quả thông qua việc theo dõi Sang-kun họ phát hiện. Cậu có liên lạc với một tên thuộc hạ dưới trướng Beck Mosa, căn cứ vào lộ trình di chuyển của hai người. Họ phát hiện ra một công xưởng bí ẩn, xung quanh khu vực đó có mức tiêu hao năng lượng cực lớn. Vì thế họ hoài nghi nơi đây chính là căn cứ điểm của Beck Mosa, vì thế lập tức cử lực lượng do Chi Húc và trưởng phòng Ha dẫn đầu tiến hành đột kích tấn công. Nhưng trong lúc lục soát, những đồng đội ở phía trước đã bị bom nổ tung, xem ra đối phương đã có chuẩn bị sẵn. Đội của họ còn chưa kịp phản ứng lại thì cuộc chiến đã bắt đầu tăng tốc. Beck Mosa cũng cố ý lộ diện, dẫn dụ Chi Húc tiến tới phía đó. Đến khi Chi Húc tìm được Beck Mosa, ông ta lại nở nụ cười kỳ lạ. Sau đó ấn nút công tắc trong tay, toàn bộ công xưởng lập tức nổ tung. Khoảnh khắc vụ nổ xảy ra, một loại xung điện màu trắng tỏa ra tứ phía, tất cả thiết bị điện tử khu vực xung quanh đều không thể sử dụng được nữa. Chính vào lúc Beck Mosa xuất hiện với mục đích trừ khử Chi Húc, lại bị Che Y cầm súng chạy tới ngăn lại. Che Y gọi Beck Mosa một tiếng bố, ông ta sửng sốt trong giây lát, dường như đã bị dao động, nhưng sau khi do dự một hồi, ông ta lại giơ súng lên chĩa về phía Che Y. Che Y theo bản năng bắn trả lại khiến Beck Mosa bị thương. Rất nhanh sau đó người của Beck Mosa đã xông đến. Cuối cùng dưới sự yểm trợ của quả bom khói, đám người Beck Mosa đã thoát khỏi nơi này. Hơn nữa xe ở khu vực xung quanh cũng chỉ có xe của Beck Mosa có thể khởi động được. Sau đó phó cục trưởng Đô mới biết Beck Mosa đã bố trí một quả bom xung điện ở hiện trường. Khoảnh khắc quả bom phát nổ, nó sẽ khiến các thiết bị điện tử ở khu vực xung quanh ngừng hoạt động. Thế nhưng xe của Beck Mosa đã lắp sẵn thiết bị chống xung điện, vì thế mới có thể an toàn rời đi. Sau vụ việc đó, bộ phận kỹ thuật đã khôi phục lại máy tính bị phá hoại ở hiện trường, qua đó tìm được một phần tài liệu liên quan đến thông tin về nghĩa trang quốc gia Seoul. Ngay khi nghe tin này, phó cục trưởng Đô mới nhớ tới mấy ngày trước cục trưởng muốn cô tới tham gia hoạt động tưởng niệm liệt sĩ. Địa điểm đó cũng chính là nghĩa trang quốc gia Seoul được nhắc đến trong tài liệu. Ngày hôm ấy rất nhiều quan chức lãnh đạo cấp cao đều sẽ tham gia. Cộng thêm những lời Beck Mosa nói với Chi Húc trước đó, phó cục trưởng Đô cảm thấy mục tiêu của Beck Mosa chính là mình, vì thế cô quyết định biến mình thành mồi nhử. Đồng thời trong chiếc máy tính đó còn có một vài dãy số khác. Chi Húc nhớ tới chiếc container mang số hiệu đó đã từng giam cầm một vị cao thủ điều chế độc dược, chứ không phải là thứ có thể hủy hoại cả Hàn Quốc như những gì Chae-jun nói. Vì thế anh bèn nhờ người trong bộ phận lưu trữ điều tra rõ ràng, đồng thời kiểm tra bên trong các container khác, bởi vì bên trong rất có khả năng là bom mà Beck Mosa đưa tới chứ không phải Mai Thúy. Cùng lúc ấy Chae-y nhận được một cuộc gọi từ cha xứ, ông ấy là vị cha xứ mà Chae-y thường xuyên tới thăm hỏi. Cha xứ nói mấy ngày trước khả năng mình đã gặp một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Ông ấy kể rằng mấy ngày trước có một người đàn ông nửa đêm tìm tới để sám hối, nói năm đó mình và đồng đội bị giam cầm, chịu đựng đủ mọi loại hành hạ phi nhân đạo, nhưng bọn họ thà chết cũng không chịu khuất phục. Có điều hai người khi bị giam cầm trong địa ngục trần gian đó đều cảm thấy không còn hy vọng sống nữa, cho nên người đồng đội sắp chết kia đã yêu cầu đồng nghiệp giết chết mình để kết thúc tháng ngày đau khổ đó.
nhìn người đồng đội vừa tuyệt vọng chỉ còn thoi thóp hơi tàn. Ông ta đã bóp chết bạn mình, sau đó rút một khúc xương trên người đồng đội ra, nhân lúc nửa đêm mài giũa nó trở nên sắc bén, sau đó dùng nó giết chết kẻ gác cửa, từ đó thoát khỏi địa ngục trần gian. Nhưng cũng kể từ sau việc đó, ông ta dường như đã biến thành một người khác, không biết bản thân mình là ai, chỉ biết mình đã giết đồng đội để giải cứu chính mình, mà lý do bọn họ rơi vào tình cảnh đó đều là vì bị cấp trên vứt bỏ. Họ đã từng ngây thơ cho rằng thứ mình bảo vệ là cả quốc gia, nhưng thực chất lại chỉ là lợi ích của một bộ phận nhỏ những kẻ nắm quyền, vì thế ông ta muốn trả thù, vạch trần những bí mật này cho người dân thấy, đồng thời khiến những kẻ đó phải trả giá. Sau đó người đàn ông kia rời đi, trước khi đi còn tuyên bố mấy ngày nữa sau khi báo thù thành công sẽ lại tới thú nhận tội lỗi của mình. Nghe quá khứ và giọng điệu của đối phương, Chae-yi cảm thấy người này rất giống bố của mình. Vì thế cô bèn kể chuyện này cho Ji-hook, có lẽ bố cô bởi vì đã trải qua những kích thích đó nên mới biến bản thân thành một người khác, từ đó trở thành Big Mom của hiện tại. Nhưng khi Ji-hook hỏi nếu như đối phương thật sự là bố của cô, vậy thì cô sẽ nổ súng với ông ta sao? Chae-yi trả lời nếu như Big Mom thật sự là bố của cô, nhưng ông ta lại làm ra những chuyện hại nước hại dân, vậy thì cô xin anh hãy thay mình trừng trị ông ta. Rất nhanh sau đó hành động đã bắt đầu, dựa theo kế hoạch tất cả mọi người sẽ mai phục ở xung quanh để chờ đợi Big Mom xuất hiện. Nhưng khi bộ phận kỹ thuật đang phân tích dữ liệu bị dò dỉ trước đó lại phát hiện danh sách khách mời đã từng bị sửa đổi, mà người sửa đổi nó chính là Sang-kun. Ji-hook biết tin lập tức tiến hành đối chiếu danh sách, sau đó nhanh chóng tìm ra được nhân viên bất thường, nhanh chóng nổ súng giải quyết đối phương. Nhưng khi tiến lại gần anh mới phát hiện ra trên người anh ta gắn bom hẹn giờ, thấy thời gian sắp đến Ji-hook bèn bất chấp hiểm nguy nằm đè lên trên quả bom. Thế nhưng khi thời gian đếm ngược kết thúc quả bom lại không hề phát nổ, sau đó điện thoại của người chết đổ chuông. Ji-hook cầm máy lên nhận cuộc gọi, hóa ra là Big Mom gọi tới. Ông ta nói với anh mình làm như vậy không phải chỉ vì trả thù một người, mà là muốn cho tất cả mọi người thấy được bộ mặt thật của hệ thống lãnh đạo cấp cao mà họ đang đặt niềm tin vào. Vì thế ông ta bảo Ji-hook hãy đón chờ màn biểu diễn đặc sắc của mình sau đó. Hóa ra chiếc máy tính còn sót lại sau vụ nổ ở công xưởng kia cũng là một phần trong kế hoạch của Big Mom. Quả thực là đi bước nào chắc bước đó, còn Chae-yi dựa vào manh mối bên bộ phận lưu trữ cung cấp tìm được hướng di chuyển của chiếc xe chở đồ từ container trước đó. Khi tới nơi, Chae-yi phát hiện xung quanh không có ai canh gác, ngay khi mở ra thứ đập vào mắt cô chính là một quả bom khổng lồ. Khi thời gian đếm ngược kết thúc nó không hề phát nổ, ngược lại khiến cho xung quanh rơi vào bóng tối. Hóa ra đây là một quả bom xung điện cỡ lớn, nó có thể làm vô hiệu hóa toàn bộ thiết bị điện tử trong bán kính 5 km. Lúc này ở trên đường, Chae-yi nhìn thấy một chiếc xe duy nhất có thể chuyển động, đó chính là chiếc xe chuyên dụng của Big Mom. Sau đó cô lập tức bảo đồng nghiệp bám theo xe của ông ta. Việc quả bom xung điện của Big Mom phát nổ đã phá hủy máy chủ dữ liệu của ngân hàng quốc dân, mà ngân hàng này chính là ngân hàng quốc nội lớn nhất Hàn Quốc, kiểm soát 1/3 dữ liệu của nền kinh tế. Vì thế Chae-yi lập tức liên lạc với Ji-hook, suy đoán đối tượng mà Big Mom muốn tấn công vào có khả năng chính là ngân hàng nhà nước. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, Big Mom dẫn theo thuộc hạ đi tới ngân hàng này, cùng với đó là vận chuyển một quả bom xung điện vào bên trong, đồng thời lập tức dẫn thuộc hạ tiến vào chiếm cứ khu vực trung tâm của ngân hàng. Khi Ji-hook và Chae-yi tới nơi, cửa lớn đã sớm bị đóng lại. Rất nhanh sau đó, Big Mom đã bắt đầu phát sóng trực tiếp. Ông ta yêu cầu cơ quan chức năng phải đưa ra lựa chọn, một là cứu hơn 30 con tin bị ông ta bắt cóc, hai là lựa chọn cứu lấy dữ liệu ngân hàng mà bọn họ coi trọng. Cơ quan chức năng chỉ được phép chọn một trong hai, đồng thời chỉ có 3 tiếng đồng hồ để suy nghĩ. Nói xong, ông ta bèn cho người treo cổ 3 nhân viên an ninh, ám chỉ rằng thời gian suy nghĩ đã bắt đầu. Tin tức này lập tức lan rộng ra khắp cả nước. Phó cục trưởng Đô nhận được điện thoại của cục trưởng, nói rằng nhà xanh yêu cầu bằng mọi giá tìm được quả bom xung điện kia, bảo vệ dữ liệu của ngân hàng này, bởi vì nó liên quan đến vô số người dân và doanh nghiệp. Nhưng giám đốc Kang lại đứng ra phản đối, bởi nếu như không chọn cứu người thì người dân sẽ mất niềm tin vào cơ quan chức năng. Nhưng phó cục trưởng Đô lại nói một cái có liên quan đến tính mạng và cuộc sống của hàng triệu người, một cái là mạng sống của hơn 30 người. Cái nào quan trọng hơn có lẽ cậu còn rõ hơn tôi. Bọn họ hiểu Big Mom làm vậy là để lợi dụng tâm lý học nhằm tấn công vào tâm lý của người dân, khiến người dân mất niềm tin vào cơ quan chức năng, từ đó làm lung lay gốc rễ của cả đất nước. Nhưng may thay, chính vào lúc này Sang-kun đã tỉnh lại. Nhìn thấy Big Mom thản nhiên tàn sát tính mạng người dân vô tội, cậu quyết định giúp cục tình báo dùng mã độc của Big Mom để mở cánh cửa đang cản bước Ji-hook và Chae-yi. Hai người họ cũng hiểu được tình hình hiện tại, lựa chọn đi tìm quả bom xung điện trước. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ càng, họ mới phát hiện quả bom này là giả. Hóa ra ngay từ đầu Big Mom đã có ý định hành quyết con tin. Bất kể đối phương có đưa ra lựa chọn thế nào, ông ta đều muốn phá hủy lòng tin của người dân. Qua đó, Chae-yi cũng xác nhận được Big Mom chính là bố ruột của mình, bởi vì bố cô từng là một đặc công rất giỏi trong việc thao túng tâm lý. Nhưng lúc này Big Mom thông qua hệ thống giám sát cũng đã phát hiện ra hai người họ. Hai người mau chóng chạy lên tầng thượng để phát ra mật mã mốt với những người đang mai phục ở xung quanh, nói rằng quả bom là đồ giả. Nhưng dù cho đã biết quả bom là đồ giả thì cấp lãnh đạo vẫn không chịu đồng ý giải cứu con tin trước, mà yêu cầu Ji-hook và Chae-yi lập tức lục soát từng ngõ ngách để đảm bảo không có quả bom xung điện thứ hai. Quả nhiên Big Mom thực sự rất hiểu tâm lý của những kẻ ngồi trên cao kia. Bọn họ chỉ nghĩ cho lợi ích của mình, vì thế đoán chắc họ sẽ không lựa chọn giải cứu con tin.
Nhưng Phó Cục trưởng Đô hiểu rõ đây là cuộc chiến tâm lý mà những đặc công như họ bắt buộc phải chơi để tiêu diệt kẻ thù. Vì thế cô tự ý đưa ra quyết định ra lệnh cho Chi Húc giải cứu con tin trước, đồng thời cử đội biệt kích cùng phối hợp hành động. Còn Chê Y cũng rất thông minh, cô dùng âm nhạc mà bố cô thích nghe hồi cô còn nhỏ phát ở từng tầng một. Sau khi nhìn thấy phản ứng của con tin, cô liền xác định được tầng mà họ bị giam giữ, sau đó hai người lập tức hành động. Nhưng Bách Mô Sa sau khi nghe thấy thứ âm nhạc này lại nổi điên lên, sau khi bắn nát chiếc loa ông ta lập tức ra lệnh cho thuộc hạ để mắt đến con tin. Còn mình thì đi tới khu vực trung tâm kiểm soát, nhìn thấy Chi Húc một mình chiến đấu đến tận cửa phòng giam giữ con tin. Thế nhưng dù có làm thế nào anh cũng không thể mở được cánh cửa đang bị khóa đó. Bách Mô Sa bảo Chi Húc đừng tốn công vô ích nữa. Ông ta đã lắp bom bên trong căn phòng đó, công tắc mở cửa đang nằm trong tay ông ta. Nếu như muốn cứu con tin thì hãy đi tới sân thượng, bên này cục trưởng cũng đã đi tới trung tâm chỉ huy. Ông ta giận dữ trách mắng Phó Cục trưởng Đô không nghe theo mệnh lệnh. Sau đó thông qua màn hình họ nhìn thấy Bách Mô Sa và Chi Húc lần lượt đi lên trên sân thượng. Nhìn chiếc điều khiển từ xa trong tay Bách Mô Sa, Phó Cục trưởng Đô ra lệnh cho lính bắn tỉa không được manh động, hãy cứ theo dõi ông ta trước đã. Sau đó Bách Mô Sa uy hiếp Chi Húc bỏ vũ khí xuống, tiếp đó nổ súng bắn vào chân anh ấy. Còn về việc tại sao Bách Mô Sa lại không giết Chi Húc, chẳng qua là vì người chơi cờ nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Vì thế ngay từ lúc bắt đầu ông ta đã lợi dụng Chi Húc, hại anh ngộ sát đồng đội, biến anh trở thành người có quá khứ giống mình. Ông ta mong rằng người chứa đựng đầy thù hận như Chi Húc có thể giúp mình hoàn thành việc trả thù, diệt trừ những kẻ thuộc tổ chức Sang Mu Hoe và những kẻ đã hãm hại ông ta. Kết quả Chi Húc lại không làm theo những gì ông ta mong muốn, lựa chọn đi theo cái gọi là lẽ phải để thỏa mãn những thứ hư vô. Chi Húc đáp trả lại rằng mặc dù mình đã giết chết đồng đội, nhưng mình đã dũng cảm thừa nhận và ăn năn vì điều đó. Thế nhưng ông ta lại chỉ muốn đẩy trách nhiệm lên đầu người khác. Bách Mô Sa bị chọc giận lập tức giơ súng lên muốn bắn chết Chi Húc, nhưng Chi Húc lại bảo ông ta nhìn về phía những con tin kia. Bên trong màn hình chiếu buổi phát sóng trực tiếp, ông ta lại nhìn thấy Chê Y xuất hiện trong số các con tin bị giam giữ. Hóa ra mấy phút trước đó Chi Húc và Chê Y đã chia nhau ra hành động. Chê Y bất chấp nguy hiểm chạy đến khu vực giam giữ con tin, để rồi bị tên côn đồ tưởng nhầm là nhân viên ngân hàng còn sót lại và lập tức bị bắt giữ. Cô muốn thử xem nếu như Bách Mô Sa thực sự là bố mình, vậy thì chắc chắn ông ta sẽ không ra tay với cô. Bách Mô Sa nhìn thấy Chê Y, sự kích thích đến từ bài hát ban nãy cùng cảnh tượng hiện tại khiến ông ta dần dần nhớ ra điều gì đó. Nhân lúc Bách Mô Sa đang rơi vào tình trạng mất tập trung, Chi Húc lập tức đẩy ngã ông ta, hất bay chiếc điều khiển từ xa, sau đó lập tức nhặt khẩu súng dưới đất lên. Nhưng khi thấy Bách Mô Sa vẫn muốn giành lấy chiếc điều khiển, anh không chút do dự nổ súng ngay tức khắc. Dựa vào phản ứng bản năng của người đặc công, hai phát súng của anh đều trúng vào chỗ hiểm của Bách Mô Sa. Nhưng Bách Mô Sa khi chỉ còn chút hơi tàn lại nói với Chi Húc rằng chiếc điều khiển kia thực ra là công tắc đóng quả bom ông ta lắp đặt là dạng bom hẹn giờ. Chỉ có chiếc điều khiển này mới có thể đóng thiết bị hẹn giờ lại. Quả nhiên là bậc thầy tâm lý học, nói đến sử dụng mưu mẹo thì đỉnh khỏi bàn. Vậy nên Chi Húc cũng không biết nên lựa chọn thế nào. Chỉ thấy Chi Húc cầm chiếc điều khiển lên, ngay khi anh đang do dự không biết nên tin Bách Mô Sa không. Cục trưởng nhìn thấy hành động bất thường của Chi Húc sợ rằng anh đột nhiên làm loạn khiến dữ liệu bị phá hủy, bèn lập tức ra lệnh cho lính bắn tỉa hạ gục anh ấy. Bên này khi nghe thấy Bách Mô Sa khổ sở cầu xin mau chóng ấn công tắc, Chi Húc lựa chọn tin vào lựa chọn của Chê Y. Suy cho cùng cô ấy đã tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm để thử thách, cho nên anh lựa chọn tin tưởng vào bố cô một lần. Cùng thời điểm ấn nút công tắc, anh cũng bị lính bắn tỉa hạ gục. Khi đội biệt kích xông lên giải cứu con tin, họ phát hiện quả bom đã dừng lại ở 2 giây cuối cùng. Sau khi trúng đạn, Chi Húc từ từ đứng dậy, bảo Chê Y vừa mới tới nơi hãy mau đi gặp mặt bố mình lần cuối. Mỗi tối ta đều nghe bài hát quen thuộc đó. Bách Mô Sa nói mình thực sự rất nhớ cô, vì không muốn con gái vướng vào nguy hiểm nên ông mới chọn cách phớt lờ cô. Sau đó Chi Húc đi tới phòng giam giữ con tin, xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp trước mặt người dân cả nước. Anh kể lại những gì mình đã trải qua, đồng thời vạch trần sự vô liêm sỉ của những kẻ thuộc tổ chức Sang Mu Hoe, đánh cắp thông tin cá nhân của người dân, thao túng tâm lý người dân, từ đó kiểm soát hoạt động bầu cử. Cuối cùng anh còn bảo phóng viên Ki Sun hãy liên lạc với chủ tịch Shin, người đã xem hết toàn bộ buổi phát sóng trực tiếp này. Chủ tịch Shin mặc dù đã trốn ra nước ngoài, nhưng khi nhìn thấy cảnh này anh ta cũng cảm thấy Sang Mu Hoe sắp sửa tiêu tùng rồi. Vì thế anh ta quyết định cung cấp bí mật về danh sách thành viên Sang Mu Hoe cho phóng viên. Chi Húc nhận được tin bèn công bố mật mã cho tất cả mọi người, để mỗi người dân đều được biết thành viên của Sang Mu Hoe là ai. Cuối cùng Chi Húc ngất lịm đi. Bởi vì giết hại đồng đội nên anh phải ngồi tù 5 năm, sau khi ra tù anh cũng không còn cảm thấy bị dằn vặt nữa, nhưng chẳng bao lâu sau đã lại có một nhiệm vụ mới tìm tới anh. Bộ phim đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.